Bà đi ngủ trước đi, tôi mệt, tôi nằm ngoài này chút. Thôi, không có ông, tôi chả ngủ được ý. Bình thường á, à, tôi muốn ngủ ông cứ phải ôm ôm tôi một tí cơ. Cô ở đâu? Cô ở đâu mà cô vô cô sàm sỡ tôi vậy? Mất gì chưa? Ô, anh ơi, trần đời ai oán thì có con gái là bị sàm sỡ và bị mất. Đàn ông con trai có cái gì mà sàm sỡ mà mất? Nhưng tôi là người đàn ông đàng hoàng. Tôi là thanh niên nghiêm túc mà. Ô, tôi cũng là người phụ nữ đàng hoàng. Tôi là học sinh gương mẫu. Cô gương mẫu tại sao cô vô nhà tôi? Anh quên rồi sao? Hôm trước anh đi với bạn bè anh uống say. Lúc đấy anh bảo anh cần một vòng tay nên anh đưa cho tôi chiếc chìa khóa. Anh bảo bất kỳ lúc nào tôi muốn tôi đều có thể đến đây để say cùng anh đêm nay mà anh quên à. Xin lỗi cô. Trong gia đình này tôi là người đàn ông đàng hoàng nhất. Tất cả những người đàn ông đều nói như thế cho đến khi có một người như tôi xuất hiện. Không phải tự dưng tôi đến đây nhá. Không phải là thèm hơi anh mà đến đây. Tôi đến để hỏi anh một điều đấy. Cô muốn hỏi điều gì? Đêm hôm trước, lúc mà anh say ấy, anh chạm tay tôi. Sao anh bảo là em có thể đưa anh về được không? Thế tôi cũng đưa anh về. Thế nào mà tôi đưa anh về xong, hôm sau tôi đến gặp bác sĩ. Bác sĩ lại bảo là con đã có bầu. Bác sĩ nào giỏi như vậy? Chỉ đêm trước đêm sau là khám ra có bầu. Bác sĩ vừa là bác sĩ vừa là thầy bói. Một tuần sau tôi lại đến gặp bác sĩ. Bác sĩ bảo bây giờ có bầu thật. Còn nếu như anh không tin, tôi có bằng chứng. Không tin à? Thậm chí còn là bầu con trai kia. Mày nhìn đi. Nhìn đưa kiểu đó sao nhìn? Đưa qua bên này mới nhìn chứ. Nhìn đi. Đây chính là bụng của tôi. Xin lỗi, cô tên gì? Đồ bôi bạc. Anh ăn nằm với người ta xong anh gieo rắc vào người ta như hạt mầm nhỏ bé rồi không biết tên người ta. Anh tên gì? Cô đã nói rồi, lúc đó tôi say xỉn tôi không biết. Bây giờ tôi muốn hỏi cô tên gì? Nói say xỉn là xong tất cả à? Có thể. Ôi chu choa, tôi lại tưởng đâu anh là cầu thủ bóng đá chứ. Đó chính là con của anh. Tôi đã đi xét nghiệm rồi. Xin lỗi cô. Nếu tôi làm, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi và cô chưa quen nhau, chưa yêu nhau. Trách nhiệm đó tự nhiên bây giờ cô đổ ra tôi. Một ngày một bữa tôi nhận liền được à? Không phải đứa con nào cũng là sản phẩm của tình yêu đâu anh. Anh nhìn lại tấm hình đi, giống anh như đúc. Nếu cô nói cái sản phẩm này không đến từ tình yêu thì xin lỗi cô, tôi cũng có quyền từ chối nó vậy. Còn cái chuyện nó có giống tôi hay không á, ở trong này tôi thấy toàn là muối vừng thôi. Anh ơi, đến bây giờ trong người anh có bao nhiêu cái xương sườn tôi còn biết nữa là học sinh ngọc. Cô làm gì vậy? Anh xương sườn. Ôi, ai đây hả anh? Anh. Anh. Ai đấy? Chị là ai đây? Tôi là vợ của anh Linh. Vợ của anh Linh? Ừ. Em cũng là vợ của anh Linh. Cái gì? Anh ơi. Mình à. Cái gì đây? Cái gì mà nhập nhằng này? Mình à, đừng nghe lời cô ta. Bởi vì thật sự ra bây giờ anh cũng chưa biết thực hư ra sao. Cô buông ra đi. Thì em có làm gì đâu. Không, tôi đàng hoàng, tôi trinh trắng mà kỳ cục. Anh ơi, bây giờ anh nói cái sự thật cho em đi. Em không hiểu sao mà bây giờ tự nhiên có một cô gái chân dài tới nách vào đây không mặc gì, phong phanh từ trên xuống dưới, xong rồi bảo là vợ anh. Khỏi cần diễn tả, tôi đang nấu ông nóng đây nè. Bây giờ đó,
bà đã từng có bầu có thai rồi. Em nghiên cứu cái này giùm anh đi. Anh rối quá. Em hỏi chị một điều. Đêm hôm thanh vắng, nếu không phải anh Linh dắt em vào nhà thì làm sao em vào được nhà của chị? Đúng không? Thằng gì diễn sâu quá vậy? Anh ơi, bây giờ dắt nhau vào đây, bây giờ chửa đẻ ra con này thế này hả? Đẻ đâu mà đẻ. Thế có bầu rồi thế này. Cái này là đi khám ở đâu đâu có biết đâu. Đi khám chứ mà. Ngồi đây. Cái này vô bệnh viện xin được mà. Nhìn đi, tôi còn định đặt tên nó là Hoài luôn đây này. Anh nghĩ đi. Cái chuyện đặt Hoài luôn á, Hoài gì đó kệ cô. Cái đó là cái chuyện của cô, không có liên quan tới tôi, bởi vì tôi tên Dũng. Không có liên quan tới chuyện luôn hay không luôn. Này anh Dũng Linh gì thì Dũng Linh, tôi hỏi anh hôm anh ngủ với tôi anh bảo rằng chỉ có tôi là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời anh. Anh không có vợ con gì cả. Hôm nay tôi đến để đánh ghen đấy. Tôi đến ghen kìa. Tôi tránh ra. Để tôi xem cái nào. Phải có bầu thật không? Chị sờ đi. Đưa cái bụng ra xem. Bầu con trai. Ôi trời ơi. Chị làm gì mà có con trai? Đúng không? Làm sao tôi biết bí mật đấy? Trời ơi. Mặt của chị nhìn là biết trứng lát rồi. Trời ơi anh ơi. Anh còn gai thật là biết là em không có khả năng đẻ con trai cho anh nữa cơ à. Mà điên à? Bây giờ tôi đi khai chi? Bây giờ làm sao mà nó biết hết thế này? Đúng, làm sao biết, làm sao biết? Làm sao có chìa khóa vào nhà? Bây giờ cả cái xóm này ai không biết nhà mình không có con trai? Nhỉ? Bà có đẻ được đâu mà bà la ôm sùm mà. Sao bà trao cho người xem lưng? Bây giờ cô đừng có vô đây khuấy động cái cuộc sống yên lặng trong cái gia đình này. Ai xúi cô? Hả? Tôi không làm. Không làm mà? Bây giờ xong xuôi hết rồi nói là không làm mà. Gia đình mình lúc nào mình rối đầu là mình về gia đình mình là nó thoải mái trong đầu hả? Anh xem như thế nào đi. Trời ơi, gia đình xảy ra chuyện gì vậy? Một người đàn ông và hai người phụ nữ. Sao mẹ khóc dữ vậy? Có bà chuyện con rồi. Bỏ mẹ đi lấy con khác rồi con ơi. Con nào? Ba sao vậy? Bà đang rối não nè. Ba ai vậy? Tự nhiên có cái cô này nè. Cô vô cô nói là ba ăn nằm với cổ bây giờ có thai rồi. Đấy, con thấy chưa? Khoan, con gái anh phải không? Em bao nhiêu tuổi? 20. Ok, hơn chị một tuổi. Ba, con còn lớn hơn nữa mà. Thôi bây giờ vậy, tôi ở đợi trong nhà cho tôi nói lại vài tiếng được không? Bây giờ tình hình bây giờ gia đình con đã tan vỡ rồi. Bây giờ ở với ba cũng được, ở với mẹ cũng xong. Thôi về ở với dì đi, sắp có em đó con. Mày phá hả? Bây giờ tôi nói cho cô nghe, gia đình tôi đang im ấm. Tôi không biết cô là ai. Tôi không biết cô có ý gì. Được, bây giờ nếu cô nói cái thai đó là của tôi, Nam Nhi Đại Trượng Phu, tôi làm tôi chịu. Bây giờ cô có đồng ý lên bác sĩ để khám và tôi sẽ đi thử máu để thử cái thai đó không? Nhưng nếu như bây giờ chúng ta cùng nhau lên mà đấy đúng là thai của anh, tôi yêu cầu anh phải bỏ hết vợ con nhà này đi để đi theo tôi. Anh có chịu không? Ba, ba ơi, ba thương con nhất mà. Mẹ thương con như mẹ nhưng mà sao mẹ làm mẹ không có nghĩ mà cái cảnh ba con bỏ mẹ đi để con con ơi. Sao? Chuyện gì mà ồn ào vậy mấy con ăn? Hả? Mẹ nói. Ba, bây giờ ba có người ghét rồi, ba không có thương con nữa. Ba ơi, con trai bác với cháu bây giờ có bầu rồi, tên là Hoài luôn bác ạ. Bây giờ bác bảo cháu phải làm sao, cháu cũng khổ lắm bác ơi. Có con trai. Vâng, có con trai. Thì con trai của bác. Đúng, cháu nội, cháu nội. Trời ơi, vui quá là vui. Không có được, không có được đâu, bà nói không có được đâu. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Bà nội không có được mà. Sao không được? Con là con duy nhất của ba thôi. Em ơi, bình tĩnh đừng khóc em. Em xe cái đấy không giải quyết thì nó nằm trong bụng chị em ơi. Vậy chị bỏ nó đi. Mẹ. Ôi em ơi bà ơi. Sao nó lớn kỳ cục như vậy? Ba. Được rồi, bình tĩnh. Con gái qua đây nè con gái. Con ngồi xuống. Con ngồi xuống đây. Dạ mời má. Mẹ. Ôi mẹ của con, mẹ ơi, mẹ chồng yêu quý của con ơi. Chồng con là một con khô hố mà bây giờ nó cũng bỏ con. Mẹ ơi.
nó bỏ con hồi nào? Nó bỏ con, nó đi với người đàn bà khác đẹp hơn con. Ngày xưa nó bảo với con là nó chỉ yêu một mình con. Bây giờ nó lại rước một con khác về đây. Chân dài hơn con, da trắng hơn con, tướng nuột hơn con. Con không chịu được. Không có nói nữa. Sao? Chuyện nó có thật hay không? Dạ thưa má, con kêu má mà cái miệng con nó ngượng ngượng sao á. Tại sao ngượng? Tại con cảm thấy mắc cỡ trước má. Con là con của má mà con làm xấu hổ gia đình. Cô này á, cô nói con là trong lúc say xỉn. Mà lúc say xỉn mình đâu có tự chủ được đâu. Chứ thật sự là con không có tình ý gì với cô này hết. Thế bây giờ con đã gần cổ, con đã tạo ra một cái bào thai, mà cái bào thai đó là nam. Con biết mà, mẹ từ lâu, từ lúc mà bố con mất, mẹ rất là cô đơn. Mẹ chỉ muốn trong nhà có một đứa cháu trai để là nối dõi sau này. Thì bây giờ có cái này rồi, rất là tốt. Người ta nói trai năm thầy bị thiếp chuyện bình thường, hiểu chưa? Má, cái gì? Sao má lại nói như vậy? Má nói sao? Má nói vậy là sai à? Bà ơi, lấy lại công bằng cho con với ạ. Sao bà già rồi mà tay bà đô thế? Bà ơi, cháu không cần biết là bây giờ là say xỉn hay như thế nào đấy, nhưng đã gieo vào người cháu rồi thì là con của ảnh, đúng không bà? Đúng như thế. Mà bà lại có cháu nội để ôm nữa. Đúng. Bà hãy đuổi chị này ra khỏi nhà đi bà. Không được. Đừng. Chị là mà chị nó đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà. Chị là mẹ sắp tới của em ấy. Từ từ, mẹ mình từ từ. Đấy cho bà. Sao? Bây giờ con, con là chồng, con quyết định sao? Mẹ thì mẹ muốn có cháu trai. Con không thương mẹ hay sao? Mẹ già rồi. Con thương mẹ. Sống lâu nữa. Con thương mẹ nhưng chịu trong chuyện này nó hoàn toàn vô lý mẹ à. Làm sao mà vô lý được? Mẹ chồng của con ơi. Con sao? Con tủi thân lắm mẹ ơi. Lâu nay ở trong nhà sống nhìn vậy thôi chứ con biết mẹ đâu có ưa con đâu. Đi ra đi vào mẹ, mặt mẹ cứ chầm dầm như cái mâm vậy đấy. Mẹ không có thích con. Sao chị biết? Thôi đừng có hỏi nhá, này chuyện riêng tư của nhà tôi nhá. Thế à? Mẹ không có thích con tại vì con chỉ sanh mỗi một đứa con gái. Trả tiền. Chuyện gì anh? 5 triệu đâu? 5 triệu gì anh? Từ từ anh. Gia đình tập trung ăn Tết hả? Gia đình đang có chuyện. Tôi thiếu thốn anh gì vậy? 5 triệu. Giờ đang rối đầu quá. 5 triệu tiền gì? 5 triệu để tao còn đưa cho con nhỏ này 3 triệu nữa mày. Nhanh đi. Để từ tôi chuyển khoản cho từ. 5 triệu đi. Biết rồi, biết 5 triệu. Bây giờ rồi. Mày có đưa không? Mày cái gì vậy? Tiền đó là tiền gì? Tiền kìa, không hiểu không? Tiền đó là tôi không hiểu lắm, hỏi làm gì? Ê, về mày, không chưa? Về. Trời tiền ơi. 5 triệu đâu? Mày có đưa không mày? Phải, bà chủ đưa cho tôi mới đưa cho anh được. Tại bà chủ mướn tôi làm. Tao không biết bà chủ vậy. Tự nhiên cái bà vợ nào mà đi đưa tiền mướn con gái gì cho chồng mày khùng hả mày? Ai biết bà xuống tôi vậy? Sao lại để lộ hết thế này? Trời ơi. Thì bà chủ kêu tôi là mướn. Khoan đã. Chuyện này là sao? Dạ. Thì nói cho rõ ra, không thì chết với tôi. Đầu đuôi có chuyện là sao? Không lại. Hả? Tôi ai kìa cha tôi chứ? Khổng lão. Chúng ta bao nhiêu tuổi không? Bây giờ tôi vô đây tôi lấy tiền mà tôi bị quánh nữa hả? Muốn quánh được không? Trời ơi, cái mặt cái góp vậy. Sao? Nói cho tôi nghe, chuyện gì xảy ra trong cái nhà này? Hả? Dạ. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Những cái việc này con bày ra là chỉ vì con thử lòng chồng con xem là chồng con dành cái tình cảm cho con như thế nào. Mẹ bỏ qua cho con đi. Ta mà tát mày chết đi chứ. Chị ơi, em xin lỗi chị, lúc đầu em nhận tiền của chị chỉ là định đến nhà làm quá lên thôi. Cuối cùng em làm việc có tâm quá, em đã có bầu thật chị ạ. Thế nào có tâm nhở? Ôi đừng lo, em đùa thôi, không có bầu đâu chị ạ. Cái gì? Ta xin lỗi bác nhá. Không có bầu à? Không có bầu. Không có bầu. Trời ơi, không lẽ tao tát này.
ba muốn là con bầu được con trai thật. Nghĩ sao con nhỏ này không bao giờ có bầu được? Tại sao? Có được không bà ơi? Chào, làm sao được? Anh làm được mà. Không được. Được, thôi đi về. Okay, để gia đình người ta giải quyết đi. Thôi đi về. À nha, bà ơi. Ơi. Bây giờ con biết lỗi của con quá rồi. Thế bây giờ mà con xin phép mẹ cho con cùng con gái con chuộc lỗi bằng cách đi ra khỏi nhà này luôn được không ạ? Không được. Người có lỗi không phải là con mà là mẹ. Mẹ nói mẹ ta quá cổ hủ, ham con trai làm chi, để cho con phải có những cái ý nghĩ mướn người này người nọ về. Mẹ xin lỗi con nha. Bây giờ mẹ hiểu rồi, con trai con gái gì cũng là con là cháu mình hết nha. Bà chủ, mẹ lỗi cho bà chủ đi qua ba. Nói chuyện với ông chủ kìa. Mà đừng giận mẹ nữa bà. Thôi xin lỗi chồng con đi. Ông xã, ông xã ơi, con xã của em tưng tưng em xin lỗi ông xã. Sống với nhau hơn 20 năm rồi, tới giờ này cô vẫn chưa hiểu tôi à? Dạ hiểu thì em có hiểu, nhưng mà tin em chưa. Được, hôm nay em đã tin rồi chứ gì? Dạ em tin rồi. Dù anh ở đâu em vẫn cứ tin anh chứ gì? Anh đi. Ba đừng đi ba. Con ba đừng đi, anh đi đâu đấy? Con. Anh ơi. Con à. Anh ơi em đi đâu đấy? Anh đi đâu? Đừng có như vậy mà con. Lỗi là lỗi của mẹ, con đừng có giận. Không con đi. Con đi đâu? Con đi đâu với cả nhà đi mà. Đi đâu? Con đi đâu? Vô lấy chìa khóa xe xong rồi chở gia đình mình đi ăn, con khỏe quá rồi. Là phá không? Trời đất ơi, cái gì vậy? Từ từ giải quyết. Giải với từ từ. Trời ơi, cái gì mà nói ra có vậy? Tài đất ơi. Rồi là cái tình huống buổi sáng, quý vị cũng thấy là cái tình huống này thì nó thiên về gia đình, sự chung thủy và niềm tin dành cho nhau. Và đặc biệt trong cái tình huống này thì Hương Giang cũng là một cô gái rất là thông minh và lanh lợi, xử lý rất là nhẹ nhàng, tinh tế, những câu nói đầy hài hước. Bên cạnh đó thì có một nhân vật xuất hiện thì làm khán giả ê chề và hụt hẫng, đó là nghệ sĩ Chí Tài. Đóng vai bà mẹ, không có người phụ nữ nào xấu tệ hại như vậy hết. Có một bà nội như thế này thì không dám lại gần để nói chuyện. Người đàn bà có râu. Người không biết đọc. Vẫn biết đọc hả? Và bây giờ là tụi nó không ngủ trưa. Cứ vui đi. Nguy hiểm. Cảm ơn Vũ Đoàn Việt Hải, cảm ơn các bạn. À, quý vị hãy dành một tràng pháo tay nữa cho nữ ca sĩ Phi Nhung. À, bây giờ chúng ta sẽ hỏi chị Phi Nhung là cảm giác của chị khi đến với chương trình Hội Quán Chú Lâm. Lo sợ cái gì? Không biết là chị yên tâm đi, anh Hoài Linh là một người rất thân thiết với chị. Ủa, chị mà anh vậy? Càng thân thiết thì anh càng bụp. Anh Hoài Linh là chủ nhà và vợ chủ nhà là nghệ sĩ Thúy Nga. Xem chủ nhà sẽ là những người đáp trả cái tình huống mà chị đưa ra như thế nào thôi. Mà chị cũng biết tính anh Linh rồi, anh cũng đáp dữ lắm. Trời ơi, đừng có vô đầu. Rồi bây giờ không nói nữa, chúng ta cùng đến với tình huống của chị Phi Nhung. Hey, tình hình như thế nào thì không biết, nhưng tôi biết chắc là nhìn cái xe này là tôi móc bọc rồi đó. Anh Tư. Ủa à, sao Nhung phải không? Đúng rồi. Sao cô biết tôi ở đây mà tìm? Sao không biết, đi ngang qua thấy anh đứng ở ngoài đó, đứng với cái xe rác này nè. Cái ủa anh bán ve chai hả? À, tôi bán mua gì cũng có hết. Mời cô ngồi, ngồi nước. Anh Tư khỏe không anh Tư? Cũng khỏe cô. Ủa cô mới dưới quê lên hả? Em lên trên Sài Gòn ở lâu rồi. Ủa vậy hả? Em cũng quên. Nhưng mà có một điều là không hiểu tại sao em cứ nhớ anh hoài nên em phải tìm. Sài Gòn này thiếu gì người đẹp. Sao cô không tìm ai đẹp hơn tôi? Cứ lựa cái đẹp vừa vừa vậy hoài. Em cũng không biết tại sao nữa. Tôi còn nhớ ngày xưa trước khi tôi đi học,
Cô còn hát cải lương cô tặng tôi mà. Đúng rồi, ở đó em hát cải lương. Em hát Lan và Điệp cho anh, anh hát lại cho em nghe nữa mà. Anh đừng... Giờ còn hát được không? Đã lâu lắm rồi, em không biết là em còn nhớ không nữa. Nhưng mà em hát, nếu em quên thì anh hát cho em được không? Có gì tôi nhắc cô. Tôi nhắc cô hát được. Thấy chưa, anh vẫn dễ thương như ngày nào, làm sao mà em lấy chồng được. Trời ơi, cô cứ nói vậy hoài. Cô cứ nói vậy hoài, đâm ra tôi mắc nợ cô á cô. Mình không duyên nợ thì đừng chờ Nhung ơi. Bây giờ anh đứng đó hay là anh ngồi đây em hát? Ra đây hát ngay. Để em nhớ lại xong lúc đó mình làm gì ta, rồi mình mới hát Lan và Điệp. À, tôi diễn y chang lại cho cô giống cái lúc mà tôi chuẩn bị đi học vậy á. Sao Nhung, ngày mai á tôi đi học rồi, ở nhà vui vẻ nha. Điệp ơi, mai anh lên chốn thành đô, nhà xe rực rỡ. Xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ chốn quê xưa em dò gió mong. Xin đừng quên người yêu bé nhà ta thà. Dạ. Xin anh đừng quên người yêu bé nhỏ thật thà. Chốn đô thành. Chốn đô thành đầy xa qua cám dỗ. Điệp đừng để lòng mình xa ngã bê tha. Dạ đúng rồi. Điệp đừng để lòng ta ngã bê tha. Đây chút tiền mọn. Đây có chút tiền mọn, xin anh dành dư. Từ lâu anh em dành dụm. Dạ, đây chút tiền mọn từ lâu em dành dụm. Trao anh trao làm lộ phí. Cho anh để làm lộ phí đường xa. Mai một đây. Mai một đây khi danh phận rõ ràng. Xin chớ phụ phàng người yêu duyên cũ. Em nói già rồi, nên em hát cũng không có còn hay nữa. Thế tôi chứ. Dạ anh hát đi à. Tính em... hát mà hát không được. Hát đi anh, em Mỹ, theo dõi. Cô đâu có đưa tiền thiệt đâu. Đưa tiền thiệt mới hát được. Cái gì vậy? Cái nghề tôi... của tôi vậy á, đưa tiền tôi mới hát không thôi à. Anh tối ngày chọc em hoài. Thật thôi, sự thấy là em theo dõi cô em khỏe vậy á, tôi cũng mừng. Nói thấp thấp xuống, nói thấp thấp xuống. Bèn ơi, trời ơi. Đây là cô Sáu Nhung, bạn của anh ngày xưa ở quê. Trời ơi, mẹ ơi, chị đẹp quá, chị xoay lại vòng em coi coi. Trời ơi, sao chị đẹp quá trời quá đất vậy chị? Bỏ đồ lên đi. Bởi người coi, nhìn thấy người ta đẹp rồi bà tự coi lại mình. Nhìn bà thấy ghê hả? Mời chị ngồi chơi chị. Ngồi đi. Ngồi chơi đi. Cái tính bà rộn rãng vậy dạ, chứ không phải bà khùng đâu. Bà điên thôi chứ bà không có khùng. Dạ, xin giới thiệu chị, em vợ ảnh. Dạ, em chào chị Tư. Dạ, em chào, dạ, dạ, chào chị. Trời ơi, dạ, tay thơm quá. Xin nói chuyện đàng dạ, hoàng đi. Dạ, dạ, em chào chị. Cái tính bà vậy á, chứ bà bình thường. Dạ, chị biết không, em là vợ ảnh. Dạ. Nói chung em cái gì em cũng được hết. Nhanh nhẹn nè, thông minh, lanh lợi, cái gì em cũng có hết. Mà cái sắc đẹp không có thôi. Chị đừng có nói vậy. Phụ nữ mình á, ai cũng đẹp hết á. Là ăn thua là mình phải biết làm đẹp hay không thôi. À, hồi đó tôi cũng có mua mấy cây son về cho bả rồi. Bả đánh hai bữa hết hà. Môi giống miếng thịt bò, đánh vô hai lần, cây son gãy hết. Không có đâu, anh Tư anh hay giỡn nha. Hồi nhỏ tới lớn giờ là tụi tôi ở chung với nhau, tụi tôi biết. Hả, cái gì? Ở chung nhau nữa hả? Ủa cô ở chung đó hả? Thì ở chung với nhau, dạ. Ủa dạ, ở chung là ở chung sao? Dạ, ở chung... Ở chung xóm? Dạ, chung xóm với nhau á chị. À, chung xóm hả? Vậy chung xóm không sao? À, cứ ngồi chơi đi không sao đâu, bà không có cắn đâu mà sợ. Ủa, sao hôm nay tự nhiên là chỉ lên đây có chuyện gì với gia đình mình mà sao chỉ lên chỉ đẹp quá trời vậy anh? Dạ cũng không có nói dấu gì chị, thì nói chung thì từ nhỏ tới lớn giờ em với lại anh Tư này là bạn thân với nhau, thì nói chung là cũng là mối tình đầu của em. Hả? Dạ. Cái gì nữa? Tới giờ tôi cũng ở như vậy, tôi đợi ảnh đó. Trời ơi. Trời, cái gì vậy Nhung? Không có gì đâu. Cái gì vậy? Sao bà qua đây đi. Nói chung là cái chuyện đó là quá khứ rồi. Bây giờ là tôi có vợ với là hai đứa con. Dạ dạ em biết. Trời ơi, mấy đứa con tôi dễ thương lắm. Dạ em đứa đi. Nào cũng học giỏi hết trơn á. Dạ học vợ giỏi. Vợ chồng tôi làm cực khổ vậy. Nhưng mà được cái con cái tôi nó chăm học. Là hai đứa nhỏ đâu hả anh chị?
Anh học ơi, đi học tụi rồi. Tôi mất bọc vậy chứ đứa học bác sĩ, đứa học luật sư luôn đó. Giỏi vậy đó. Hai đứa nó học giỏi lắm. Hai con anh chị hay là ai vậy? Hả? Thoải mái quá. Dạ, dạ. Phải ra. Thoải mái không đành, thoải mái quá. Anh hai, cố lên. Vô. Lên luôn. Lên luôn anh hai. Thôi. Thôi được rồi. Dạ chào ba, chào má. Trời ơi, chị thấy không? Chị thấy con em không? Tụi em con mất, đó. Mất bao ni lông vậy chứ con tụi em thấy đẹp không? Rần 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 rần, rần luôn vậy đó. Ai má? Ai ba? À, đây là bạn, cô Sáu Nhung, bạn của ba. Dạ chào cô Súng Dao. À, sao Sáu Nhung? Cô Sáu Nhung ăn mặc đâu có thua gì những đứa mà trẻ chơi trên thành phố đâu anh. Dạ chị nghĩ đi. Hy sinh đời cha mẹ cũng cố đời con chứ tụi em mất bọc cả đời rồi. Trời ơi ta đã mặc như con mai á. Nó đời con mình phải đầu tư nó như hết bo hết gơ chứ, đúng không? Nói gì thì nói, tụi nó đi học mà. Cũng phải cho nó nở mày nở mặt với bạn bè nó. Miễn sao nó ngoan là được. Tụi con tôi ngoan lắm. Dạ con kêu ba má con bận giống vậy đi, ba má nói thôi lớn tuổi rồi mặc kỹ lắm. Đúng rồi. Dạ. Mà con kêu ba má con mặc vậy rồi con có mua đồ cho ba má mặc không? Dạ. Tại ba má không tiết kiệm. Vậy là cô hỏi tụi con ở trên Sài Gòn tụi con học trường ở đâu? Y dạ tụi à, con này học y nè, con này học luật. Học trường y mà trường nào con học được, trường luật là trường nào con? À dạ con học Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. À đúng rồi. Con học trường luật ở trường nào? Con học trường luật trường luật. Trường luật đó là cái trường đại học luật mà tên lệ, ta gọi là trường đại học luật lệ. Tụi con học giỏi lắm. Mà cái trường học luật đó nó nằm ở đường nào ta? Trường luật đó là nó nằm ngay. Cô hỏi dùng dập sẽ nó nhớ được. Từ từ. Bây giờ học nhiều quá. Bây giờ luật thôi, ra con, nhiều quá, luật giao thông luật gì ra nhiều quá. Con đừng nhớ rồi, để con tập trung việc học đi, để mẹ thương. À, sẵn đây về gặp ba má xin tiền đóng tiền học ba má. Cho con xin mỗi đứa thêm 1 triệu. 1 triệu nữa hả con? Dạ. Ủa con. Trời mới ơi. Tuần rồi đó là ba đưa tiền con đóng rồi mà sao bây giờ mỗi đứa 1 triệu nữa dữ vậy? Thôi đưa cho nó đi ông ơi, thì mình móc bọc 3 tháng mới được 1 triệu đưa nó đi. Bữa giờ được không phải không phải. Vậy chứ con đóng cái môn kia, bây giờ con đóng thêm một cái môn nữa là mổ nội tạng. À bây giờ nó học tới cái mổ nội tạng rồi. À, nó mổ nội tạng hả? Lấy tiền đi, lấy tiền. Con cho cô hỏi nè con. Mổ nội tạng là làm sao vậy con? Giống như là con phải học thêm để mai mốt con mổ không có làm chết người á cô. Mổ đúng lấy đúng chỗ. Tụi nó siêng năng học lắm. Ủa nhưng mà bữa nay thứ mấy ta? Dạ. Bữa nay hình như thứ 7. Dạ. À cái club MTV nó có mở cửa không con? Trời có chứ, trời ơi, cái đó là mở coi như ngày nào mở vui lắm. Cái đó là con, cái gì? Cái trường hả? Cái gì? Cái trường gì con? Dạ cái club. À cái à, vậy tại vì mỗi lần tụi con đi học cái chạy ngang cái chỗ đó cái tụi con biết, tụi con nhìn lịch tụi con biết. À nó nhìn ngang nó biết. Mấy đứa nhỏ bây giờ nó sáng dạ chứ. Hình như là con nhớ không lầm là hình như là club tối nay thứ 7 hình như nó free rượu đó con. Ờ trời ơi thì nó phi chứ. Ờ tụi bạn con nó hay nói vậy. Dạ, một chai nó bao nhiêu mà nó phi uổng vậy? Ai biết đâu giờ mấy triệu bạn mà giờ toàn rượu phi cái dạ không phải đâu. Anh hai con là một người học sinh rất là gương mẫu cô. Có nghĩa là bạn bè anh hai ăn chơi dữ lắm. Nhưng mà kể cho anh hai rượu anh hai nhưng mà anh hai không có đi. Anh hai chỉ biết như vậy không. Để chị thôi. Bây giờ là con học hết cái khóa luật pháp rồi, giờ con đang tân tiến để đăng ký để học cái khóa luật rừng nè. Không biết sao. Bây giờ tôi hỏi anh chị có tin tôi không? Ủa nhưng mà tin là tin chuyện gì? Tin có nghĩa là con anh chị nó không có học hành gì hết trơn á. Tôi theo dõi từ đầu tới cuối rồi, mấy năm nay rồi. Không, cái chuyện này là tôi hoàn toàn không bao giờ tin. Tôi biết mà, trời ơi nó lo ăn học dữ lắm. Tôi đi hát tôi cũng gặp chứ không phải là không. Nhưng mà tôi thấy hai em rất là nhiều. Uống nhậu nhẹt say sưa là không, nhiều. Cô sao, tôi nói cô nghe nè. Bây giờ cô có ghét gia đình tôi hay là thương gia đình tôi chịu. Nhưng đặc biệt cô không được gán ghép con tôi như vậy. Bởi vì con tôi nó siêng năng học hành. Nhiều khi người giống người. Bây giờ đứa nào nó ăn bận không giống nhau. Cô đừng nói vậy. Ngày nào tôi cũng chăm sóc nó, tôi quan tâm nó. Tôi đi móc bọc gì chứ lúc nào tôi cũng hỏi thăm tụi nó sống làm sao, ăn làm sao, học làm sao. Đại thăm cũng tào lao. Sắp xuất hiện rồi. Ghê lắm. Làm gì có cái chuyện mà nó đi chơi. Dạ. Thôi quá mà tôi phải điên đình đi mò như vậy. Bây giờ anh không tin anh hỏi đi. Đó
hỏi hai người này đi. Ai vậy? Nhân viên vệ sinh công cộng hả? Giữ. Tự nhiên trong chạy lại. Lỗ mèo tôi lưa vậy. Ai vậy? Wow. Sao không? Đây hai cái người này là hai cái người chứng kiến từ đầu tới cuối hai đứa con của anh. Tôi bỏ tiền ra tôi cho hai người này theo dõi anh đó anh Tư. Là tôi tình cảm của tôi đối với anh Tư như cỡ nào. Tôi chỉ cần anh nghe tôi, cho tôi một cơ hội tôi giúp đỡ, tôi âm thầm để cho tôi có một cái niềm vui thôi anh Tư à. Không có đâu, bao nhiêu cái gì vậy? Khi muốn nói vậy làm cho gia đình mình không có được. Để ủa cái gì vậy? Vậy ý chị làm sao? Để vô đây là chị nói chị thương yêu chồng tôi rồi đó chị. Chị giả bộ chị nói ba tôi ư rồi đó chị đến chồng tôi. Cô sao? Cô nói cái gì á? Tôi cảm ơn cô cái đó. Nhưng cô nói về con tôi á là tôi không có đồng ý. Bởi vì tôi biết nó siêng năng học hành. Bây giờ bằng chứng đâu? Tôi biết cái tánh của anh. Nếu tôi tới đây mà nói không có bằng chứng thì anh không tin. Thì đây, đây là bằng chứng đây. Đây là bằng chứng đây. Không, cô không có đem hai người, người đeo kính, người khùng khùng, điên điên lăn lộn rồi cô kêu bằng chứng. Điên bằng chứng anh chứng đâu là cuối cùng. Đưa hình đi. Ông này tên bằng, ông kia tên chứng, chưa bằng chứng hả? Im. Đây. Thấy chưa? Đó anh coi đó. Đi. Anh, dạ. Hai đứa này tới trường học là chỗ nào ông nhìn kỹ đi. Có trường học nào mà đèn chói sáng vậy không? Nó vô vũ trường nó nhảy nhót, nó uống rượu nó cặp kè, rồi nó hút thuốc, rồi xong nó dắt đi khách sạn, rồi nó đập đá nữa, nó đủ thứ hết á. Đập đá trời ơi lại. Đây. Ủa sao cái đèn mờ mờ, sao cái người cũng giống vô của nó vậy? Đây, mở ra cho con thấy cái mặt đó. Ba không có đâu, cái này người ta làm Photoshop bây giờ hiện đại lắm, người ta chỉnh hình được. Người ta cắt cái mặt con bỏ vô được. Tôi không rảnh đâu mà bỏ tiền ra làm Photoshop. Nè, nè, đây chú nhìn đi. Nè, có đứa nào lên trường học, có đứa nào học bác sĩ mà cái quần nó rách vậy không? Có nào học luật mà mặc đồ như giang hồ vậy không? Nè, có thể là gia đình tan nát hết rồi. Đi đâu vô đây, cái gì nói bậy bạ vậy? Đó con, một đứa con đi học mà có ăn nói chuyện với chú của con như vậy. Con đá đít, con đá đồ như vậy. Ba, rồi thật ra thì cô nói cũng đúng. Tại con vô trường thì hai đứa con nghe tụi bạn nó dạy nghe cái câu thơ chí lý quá. Học không chơi, đánh rơi tuổi trẻ mà. Cũng mần liền. Chơi còn học mất cả tương lai. Có câu sao nữa hả? Tại mày không biết thôi, câu sao bây giờ mày mất rồi. Ai biết, mới nghe đọc câu đầu cắm đầu chạy đi chơi rồi. Tôi nói chuyện đời. Ba, vậy là ba hai con tại nghe tụi bạn nói suối thôi à chứ. Tại sao? Dạ. Tụi mày không thương ba má mày à? Dạ thương chứ ba má. Con xin lỗi ba má. Ba má. Ba tại... lo lắng cho tụi con. Quên cả ngày ăn, ngày uống của mình. Tới giờ tụi bay lại trả ơn cho ba má bằng cách là ăn chơi lêu lỏng như vậy. Thôi ba. Thôi được rồi. Ba má đẻ con ra, ngày đêm sáng tối ba má đi móc bọc nuôi tụi con. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Thấy mặc cái đồ của con này lúc nó 10 tuổi tới giờ nè. Cũng may là có cô Sáu bay. Ba thương tao, ba mới theo dõi tụi bay được. Chứ nếu không á tụi bay còn gạt cha mẹ tới mức nào nữa hả? Ba. Má ơi. Ba má, con xin lỗi ba má. Chứ thật ra là má. Thật ra là. Thôi ông ơi, con nó cũng còn dại cái mang, nó còn nhỏ nó không biết gì hết trơn. Thôi chú cũng đừng buồn chú ơi, cha mẹ sinh con trời sinh tánh, con Nhung là cô tốt, cô bắt con là phải đi coi tụi nó sao, lỡ hư cái nào là mày kéo tụi nó về mà con kéo đâu có nổi. Giờ nhắm hai đứa ra bàn kia nuôi không được để bà nuôi luôn đi. Cái gì vậy? Đi vô đây là tự nhiên chứ hả? Mới giúp được thì gia đình người ta rồi cái kêu cái tự nhiên cái kêu chồng tôi đi về ở cô sống luôn là sao? Xin lỗi. Mà ai chứ? Ý là nói là cô này cổ tốt với gia đình quá. Bà nhìn lại bà đi, bà giống như cá xấu vậy bà ơi, bà hiểu không? Trời, tôi không biết là tôi cá xấu nhưng mà người ta nói là không có phụ nữ xấu, hiểu không? Đúng rồi. Chỉ có không có thịt cá xấu cho phụ nữ ăn là bà đó. Tôi thích ở con cá xấu được không? Tao tức là tại sao cái người tốt như vậy mà gia đình đối xử tàn nhẫn vậy? Tôi cảm ơn cô Sáu đã lo lắng giúp đỡ cho gia đình tôi. Tôi cũng không biết nói gì. Còn yêu nhau thì về với nhau. Cái gì nữa vậy? Từ xưa tới giờ
tôi yêu anh có. Cho tới giờ phút này tôi 50 tuổi rồi, tôi cũng chưa có chồng nữa. Nhưng mà tôi nói với anh chị tôi không còn ở đây nữa, tôi về Mỹ tôi ở. Chứ thôi tôi không phải ở đây mà để dành chồng của chị đâu nha. Dành làm gì, non nước gì nữa mà dành. Bà ăn hết rồi còn ăn giọng gì nữa, bà nhả cái bả không bắt người ta hốt hả? Được rồi, không còn nha. Bà không lớn hết rồi. Cô Nhung á là cô phải về Mỹ, cô lo gia đình, đồ có công việc bên bển, khi nào ổn định thì cô rước ổng qua. Còn cái gì nữa vậy? Trời, cái gì vậy? Sao má mày nát gia đình đâu mà vậy? Vô mà ai chứ? Cái quan trọng nó vô đây là để nó phá nát mà. À, mình vậy? Phải vững chí lên chứ. À, đúng rồi, mình phải vững chí, mình giữ vững gia đình mình lại chứ. Chị bớt giữ lại, chị bớt lại rồi chị mặc đồ đàng hoàng lại, rồi chị đánh son rồi lên chút chút cũng được. Bà cũng muốn làm nhưng mà bà sợ bà làm quá bà thành á hậu cho nên là thôi. Rồi hai đứa em con cũng có làm thôi, học hành mà làm hoài nó không có ra. Bà đẹp rồi, bà không có sửa gì nữa hết trơn, chặt cái đầu người khác gắn vô đầu bà. Trời ơi, đừng biết ông nội. Đàn ông bởi tôi nói phải vững lòng mà. Không, tôi nói chuyện hiền tới đi làm gì. Thôi được rồi, bây giờ đó tụi con vì thương ba má tụi bay ráng cố gắng học hành. Dạ con biết rồi. Lỗi đây cũng là lỗi của ba má. Dạ. Cứ đưa tiền cho tụi con đi học mà không quan tâm tới con mình nhiều đó. Từ nay trở đi á ba sẽ quan tâm tụi con nhiều hơn. Cho tụi nó nghỉ học về mốc mốc da chai đi. Thôi mà bác sĩ nào mà đi học ở quần sát ráng vậy. Con đi vô thay đi con. À, biết lỗi rồi mà. Tôi cũng ở đây buôn bán. Nếu có dịp gặp lại. Còn yêu nhau thì về với nhau. Được cái gì vậy? Vậy yêu hoài vậy. Tôi ghét cái quỷ này ghê. Chân nó ngắn ngắn ngắn. Nó vô trọt hoài à. Dùm cái tôi. Thôi bỏ đi. Hôm mấy giờ tôi cho anh 100.000 đô anh xài. Cái gì vậy? Bậy đừng. Đừng. Mắc mấy gì cho 100.000 đô. Cho 100.000 đô là cũng đưa tiền cho mấy đứa này đi hút chích nữa. Cho em. Trời ơi. Ông lạnh quá. Cảm ơn cô. Cô lo cho gia đình tôi như vậy á là tôi mừng lắm rồi. Để cho tôi biết tụi nó như thế nào để tôi sửa sai. Dạ. Cô cứ qua lợi lo công chuyện rồi rảnh rảnh ghé thăm vợ chồng tôi. Tôi hy vọng lần sau cô tới với cái sự chung sức của con cái tôi, gia đình tôi tốt hơn. Dạ chứ bây giờ là thôi. Ơi khổ quá rồi. Nếu mà anh nói vậy thì tôi quá mừng. Dạ. Cảm dạ. ơn cô. Không có gì. Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn cô đi. Dạ cảm ơn chị Sáu Nhung. Chị nhớ gửi 100.000 đô liền tay trong ngày hôm nay nha. Tham tiền quá. Thưa quý vị, vừa rồi là cái tình huống của chị Phi Nhung. Và chị Phi Nhung phải nói là một người dày dạn kinh nghiệm trong cái việc xử lý và dày dạn kinh nghiệm trong cái ứng xử ở đời. Xử lý rất nhẹ nhàng, rất tinh tế mà đôi lúc những lại có hài hước nữa. Và bây giờ sẽ tới tình huống buổi chiều. Chúng ta sẽ cùng đón tiếp khách mời diễn viên Quỳnh Lập. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Hello. Hello. Hello, how are you? I'm fine, thank you. Bye, thầy. Đúng rồi. Này là cái nhà mà. Đâu phải có gò ma đâu mà sao kêu qua em gò ma nó cả lâu nha. Lần đầu tiên cho Gia Lan xin gửi lời chào thân thương và trân trọng tới Gia Chu. Mời Gia Chu ngồi. Nói nào ngay là bữa nay Gia Lan tới đây bàn một vài chuyện. Và trước khi bàn thì Gia Lan có một câu muốn nói như vậy. Tôi là Gia Lan nên tôi nói gì thì mấy người phải nghe. Không nghe là dân làng bắt ra trừng phạt là nhổ hết lông. Bớt hết không còn một công lông nào. Yên tâm không có lông không sợ. Dạ không có lông thì hết lông thì lột tới da. Lột da xong mà không còn da thì mình lóc tới xương. Đó mình lóc hết xương không còn răng mình bẻ luôn răng. Nói chung là làm hết tất cả mọi thứ. Nha cho nên là nói gì là phải nghe theo. Dạ dạ. Dạ làng là trên hết. Rồi cho gửi đứa con đi. Đây đây. Con thương. Nè con đi. Chết rồi nó đòi bù rồi. Bên đây con xưa nhiều nè con. Tôi gia chú có cái gì cho bù đi. Ô. Thôi chịu thua con luôn. Biết sao không?
Năm con khỉ thì chơi khỉ, năm con mèo thì chơi mèo, tới năm con chó tự nhiên bị chửi là chơi chó. Đúng rồi, năm con chó là chơi chó, đúng rồi. Rồi, giờ vô vấn đề chính. Dạ. Chẳng qua là lên đây thì thực hiện một vài điều trong giao ước là gia đình mấy người là gà con gà cho gia đình tôi ha. Thì hôm bữa có giao ước rồi là bây giờ mọi người nói lại cho tôi nghe là gồm những điều gì trong một cái bàn ăn trong cái bữa tiệc. Làm trâu à, trâu 8-9 món vậy đó. Trâu, trâu nướng, là trâu luộc, rồi trâu phơi khô. Ừ, không được, không được. Bây giờ xã hội gia nhập WTO rồi, ai mà ăn thịt trâu nữa, ác lắm. Trong bàn tiệc là phải có nè, bánh flan, cacao, dưa, cappuccino, paparotti, matcha. Xuống dưới ăn, ở trên núi không có. Mình nhập, mình du nhập lên đây. Đó, ba roti. Ồ, nó đòi bu suốt á. Cho nó bu đi, cho nó bu, nó quen sữa và làng rồi đó. Rồi, ngoài cái đó còn cái gì nó nói tôi nghe coi. Thì nếu mà già làng muốn đại gì thì đại thôi. Còn nếu không là vô rừng bắn khỉ về ăn. À, không được, sao mà nhà này ngô ghê, nhà này có một cái truyền thống giết đồng vật hay sao mà cứ đòi hết được giết trâu giờ tới giết khỉ. Ngô ghê à. Thì đâu có biết, bây giờ già làng quy định á thì làm. Đại đám cưới á thì ba con lên xóm mà tới ăn vọng rồi về chứ đâu có ai làm. Đi ăn đám cưới tới ăn vọng. Ăn vọng rồi nó về thôi. Cái truyền thống gì ngộ vậy? Mai mốt mà ai mà tới đây do tới ăn vọng, tôi tới đây tôi không cho ăn, tôi cho vọng không. Tôi vọng vô trong mặt từng người. Cũng được, cái đó già làng lớn mà, già làng muốn làm gì làm. Rồi. Bây giờ thì tôi cần là có mặt cô con gái ở đây để tôi kiểm tra một vài điều coi là có xứng tầm với gia đình của tôi không. Dạ. Bớt tăng động, bớt tăng động, bớt tăng động. Bây giờ là trên đây không còn giết trâu nữa nên trâu nhiều lắm, điên là trâu hút nha. Rồi. Đâu đây giết, con. Đâu bên đây bu được rồi nè, bên đây bu nè. Rồi, bu bên đây nha con. Trời ơi, cái gì vậy trời? Thề với chị luôn, nó bu chị 3 ngày, chị hợp y như tôi. Cái gì? Bu 3 ngày là sao? Là nó bu vô người chị á, nó bu vô người chị. Nó bu. Chứ còn nếu nó bu là hết xưa rồi. Chị nghĩ như vậy thôi nhưng mà tôi cũng rất thích suy nghĩ của chị. Thì ra đây là con gái me. Con gái me. Con đây, vợ. Đây là con me. Ấy không phải là con me mà là con gái me. Chứ me ở đây không phải là cái chữ mẹ đâu mà là me. Thì làm vậy. Ở dưới miền Nam á, người ta nói con gái đẹp là con gái mặn mòi. Là nó phải mặn. Còn trên đây thì con gái nó phải chua chát. Nó chua thì có me thôi, con gái me. Ý ông khen tôi là đẹp như trái me đó. Đúng rồi đó, người cũng hơi chua dữ lắm, lên tâm đi nghe. Dạ. Bà nội này sao bà mê tôi, bà bú, bà bấu tôi hoài vậy bà. Không, tôi nói rồi, nó mê bu như lắm. Tay cũng để đúng đỉnh điểm ghê vậy đó. Ghét ghê à. Thôi bà làm gì làm đi, mệt quá. Đó, thấy chưa? Nhây tôi nhây lui rồi nó cũng nhây vô cái người của ông à. Khi quen đường cũ. Dạ. Khi quen đường cũ. Dân tộc mà bò dấu tôi cho nói, có dấu không nói được. Vì là cái này bày rồi, chúng ta phải hội nhập. Ở đây mình nhiều khi là bình thường mình nói tiếng ngang tràng không có dấu. Dạ. Nhưng mà đôi lúc tôi nói chuyện mà cũng phải nói tiếng miền Nam. Những lúc mà tôi nói tiếng miền Nam là những lúc tôi sống thiệt với giới tính của mình. Phải lộn, sống sống thiệt với cảm xúc của mình. Mỗi lần cảm xúc dâng trào là nói tiếng miền Nam. Thôi vậy đúng đi cho khỏe, vậy đi cho khỏe. Ủa gì nay giờ là xong giả tàu hết ha. Giả hết. Giả hết.
Dạ trời. Thôi giờ mình sống thiệt chung với nhau đi. Dạ, giờ chồng tôi đi. Là sống thiệt tình rồi làm gì có da. Chị da là chỉ có chuyện. lấy con khỉ này ra rồi giết lột da nó thì mới là sống da thôi. Chứ ôi đúng hai vợ chồng luôn á trời ơi. Hai vợ chồng tối ngày cứ đè khỉ ra giết không à. Khổ ghê vậy đó. Ngày xưa thôi, bây giờ hết rồi. Bây giờ nuôi con khỉ da này mệt chết cha rồi còn đã là lột da chi nữa. Rồi, chuyện vậy nè. Tôi nghe nói là con gái của chị á là không có muốn lấy chồng mà nó muốn xuống thành phố á nó học đại học, nhưng mà chị nói là con gái học nhiều chi về nhà nó xem thường chồng nó cho nên là chị không cho nó học, chị bắt nó lấy chồng rồi. Nhưng mà chị cho tôi lý do đi, tại sao chị không cho nó học? Tôi thì không đi học nên tôi không biết. Đè ra là thất học luôn rồi. Trên dưới nhìn lên nhìn xuống chỉ biết ông chồng thôi, không biết cái gì hết trơn hết. Nhìn vào hai người thấy hai người là không có kiến thức học, cho nên là muốn con đi theo chồng cho khỏe đúng không? Thấy mấy đứa nó học thì cũng muốn cho con đi học. Nhưng mà học ra giờ 3-4 cái bằng rồi nó cũng thất nghiệp như thường. Nó cũng về buôn mình, nó cũng làm cà phê, nó cũng làm rẫy. Học chi cho nhiều. Học cho biết cái chữ, đọc cái báo, đọc chi? Để học hỏi thêm mấy cái kinh nghiệm, phân bón, thuốc men rồi này nọ, lo rẫy vậy cho rồi. Có chồng để... Chi ly, chi ly. Phải học. Học đến chi, học về dạy lại thằng chồng. Phải chi, nó học lúc nhỏ thì được. Giờ nó lớn rồi, nó 18, 19 dạ, rồi. Học gì nữa? Trời ơi, học học tới tuổi lấy chồng. Mở chứ có gì ở đâu. Tôi nói ông biết là tôi không học hành gì, trên hỏi tôi cái gì tôi cũng biết hết trơn. Các làng này nhất chồng tôi, nhi tôi, cái gì tôi không biết hết trơn. Dạ không, nói được cái nhiều chuyện. Nhìn mặt chị nhưng búp bê bị hư vậy thiệt á. Cảm ơn. Có một mình ông anh kêu tôi búp bê, nguyên cái làng này nó vừa thấy tôi là nó kêu ma dài, ma dài. Chắc là con gái mẹ cũng giống như con gái. Không, con nó khác. Gái con xinh lắm à. Gái con nó lai con, nó đỡ hơn. Vậy ha. Để kêu nó về. Kêu nó ra coi nó đẹp sao. Thôi đừng có mua nữa, chào Gia Lan. Dạ, chào Gia Lan. Chào cho đàng hoàng. Dạ. Mấy mốt đừng có tấn cái đó vô trong mặt, ngọt lắm. Nha, nha. Nè muốn bu không con, bu luôn. Không, không có chịu con đâu. Tôi biết cô học rất là giỏi. Dạ đâu có. Học giỏi nhất là tiếng Anh. Dạ đâu có. Rồi đâu, nói tiếng Ả Rập tôi nghe coi. Ả Rập. Nó Ả Rập rồi. Nãy giờ là con đang bị sống giả tạo đó. Không có. Mình sống thiệt, mình phải nói tiếng Nam. Dạ, Ả Rập. Đó, đúng rồi đấy, mình phải quan đúng không? Chào Gia Lan á. Chào Gia Lan. Ở đây thì hồi nãy giờ tôi tới đây là tôi hỏi cưới. Để cưới tôi nè. Hả? Cưới tôi. Chào ba, chào mẹ. Ủa gì vậy, cái gì vậy? Đấy, nãy giờ lại hỏi cưới tôi. Vậy là sao, vậy là sao? Tay tôi làm sao? Hả? Chào. Nhìn, chào. Nó nói là tại sao nó yêu cô mà lại cô đi lấy ông già làng này. Vậy là đây. Yêu đây. Đúng. Mà hai ông bà lại hứa là gả đây cho đây. Bây giờ sao phải giải quyết cái chuyện này cho tôi, để con trai tôi nó nổi. Nó phát tình như vậy nó không nói được luôn rồi. Chàng Gia Lao. Gia Lao là gì? Chàng Gia Lao là chào Gia Lan. Chào Gia Lan. Tại sao hẹn ra bờ suối mà bây giờ còn đứng đây? Cái gì đó? Đây là hẹn ra bờ suối làm gì? Kiếm em bé. Em bé nào ở dưới suối? Kiếm em bé ở trong đây. Bay. Không, đừng có bay. Đi chứ không có bay. Bay tầm bậy ông nội. Trời ơi, vậy là không những yêu bên đây mà còn hẹn hò với bên đây, mà còn đòi gả đây cho bên đây nữa. Quen nhau 3 năm rồi. Hẹn bờ suối 385 lần rồi. Không có. Đi ra bờ suối. Không phải. Bây giờ có đi ra bờ suối không? Đừng yên để giải thích. Có đi ra bờ suối không? Trời ơi, nhau muốn chết luôn mày đi. Nha.
cái người lộng hành rồi. Ở đây tôi già làng nha, không được qua mặt tôi nha. Dạ xin lỗi già làng, con đi về. Ê, cái thằng đăng xanh bỏ đỏ mắt bò mặt ngựa trắng đó, lưới heo kia mày review lại. Mày phải trả lời cái chuyện xong rồi muốn nghe quen. Cái vụ này tôi bị hoài à, ngày nào nó cũng vô nó chọt chọt xong nó chạy ra nó chọt chọt chọt. Ra mời chú đi. Ơi, mày đừng này đi mày ơi. Bước qua bên đây. Bước qua bên đây. Phải giải quyết cái chuyện này chứ tôi không có chịu được đâu nha. Lạ qua tôi cho khỉ bú hết trơn bây giờ. Cái gì? Nè nha, hai cái chàng thanh niên nha. Có tin là tao tát một phát á là bị sao? Văn bi. Mày có tin là tao tát một phát là đầu mày lật ra sau lưng, đít mày chống vào cổ, mặt mày bổ làm đôi, răng môi mày lẫn lộn không hả? Chào quen ổng. Cái trời. Câu này của bà già già mà à, Thuy Nga ngày xưa bà nói á, bắt trước lại y chang. Quay cái đó vừa anh. Có đó mới phần 1, tao còn phần 2. Dạ. Sau khi tát xong tao đấm thêm một phát là ha, họng toát ra làm 3, da rách ra làm 4, mà cái rốn bung ra làm 5, cầm xòe ra làm 6 ha. Con cháu nhận không ra kêu cha má mày ra bãi ta ma mà hốn xác. Trời ơi. Xin già làng đừng ta con. Con chờ quá. Con đi về. Đi đâu? Mày không đi đâu hết trơn. Mày không phải giữ mày lại đây. Tự nhiên đâu vô đây bao đồng chọt chọt không đi. Đi vô vô ra là không có dễ đâu, ngồi đây nha. Yên chí đi già làng, nó không đi đâu được đâu. Tôi có một bí mật và bây giờ tôi muốn nói ra. Thật ra tôi không phải là già làng. Trời đất ơi. Anh là người yêu của em. Mày không phải già làng. Mày không phải già làng. Mà hồi nãy giờ mày chửi tao. Chưa từ từ. Mày không chưa từ từ. Bây giờ mày không phải già làng. Tao không biết chứ. Em Khởi My, đây anh nhắc cho em nhớ. Cái mối tình giữa anh và em, có một cậu bé mồ côi cha mẹ, mắt bị lé. Em đừng có chọt vô. Con gái vậy vô duyên lắm. Có một cậu bé mồ côi cha mẹ, nhưng mà sống với dì ghẻ. Nhưng mà dì ghẻ rất yêu thương cậu bé. Mỗi ngày cậu bé đi làm kiếm tiền về nuôi dì ghẻ. Nuôi bằng cách nào? Đi giao bánh pizza. Và một ngày nọ đi giao bánh pizza tại một chung cư, và tại đó có một cặp vợ chồng sống thử với nhau. Họ sống thử với nhau rất là chan hòa hạnh phúc. Nhưng một ngày nọ họ cãi lộn. Họ cãi lộn rồi ông bảo vệ mới đứng ra giải quyết cho mâu thuẫn của họ. Giải quyết xong xuôi hai người làm lành, ông bảo vệ trở về ngôi nhà sống yên ắng. Cuối cùng một ngày nọ anh ra chợ gặp em và anh yêu em. Mà có nghĩa là câu chuyện đó là móng tay thôi, mà kể cả nguyên một bàn tay để chi thêm thắt vô cho câu chuyện thêm sinh động. Mà câu chuyện hết chưa? Hết rồi. Sao gì? Cho trốn nữa. Trốn nữa. Thôi cho về đi, giải quyết được nhân vật nào đỡ nhân vật đó. Bây giờ tới ta là già làng. Bây giờ ta nắm quyền già làng. Ủa đội cái đó vô là cái thằng thanh niên này ở đâu? Ở đâu đây chót xuống đây vậy? Tôi có thêm một bí mật thứ hai. Thật ra cái bộ tóc đó là của cha ta. Và cha ta là già làng. Là ông là ai? Ông là... con trai của già làng. Nhưng mà về làng này không biết nghĩa lễ qua gặp người ta, phải gặp ba, gặp ma, chào hỏi chứ không phải da dớt. Về giả già làng, về lực ở đây là không có cho. Hồi sáng già làng bị đau bụng rồi, anh cử tôi qua đây. Nhờ tôi thay ba qua đây nói chuyện, tôi mới phát hiện ra một chuyện là làng mình có một cái hủ tục không nên giữ. Đó là bắt gã ép cho bằng được. Tôi không muốn như vậy nha chưa. Ê! Còn cái quần ở trong chị ơi. Đó, cái già làng đó xuất hiện nữa. Người ta có câu à, lấy lực, gì cho ba ta. Lực vua chúng ta nên giữ nghe. Là những cái gì mà truyền thống đẹp thôi, còn những cái hủ tục thì nên bỏ nha. Em á nên uống thuốc tăng cường chứ nhớ đi, em bị mất nhận thức rồi đó, không còn nhớ một cái gì nữa hết. Nhớ hết mà. Nhớ gì nói coi. Anh là già làng nè. Rồi đó, hiểu rồi đó, nói vậy lại là mất nhận thức rồi đó. Người ta ở trên thành phố xuống. Dạ, trên thành phố. Đó, trên thành phố xuống mà dám đứng ngang ngửi với tao nói chuyện gì đó. Đó, thấy chưa? Dạ, anh xin lỗi. Về uống thuốc đi nha. Trời ơi, con ngồi luôn hả? Người lớn đứng mà sao ngồi ra đứng bày. Dạ, thôi vậy để cho
con quỳ đây để xứng đáng để làm con rể. Thôi được rồi. Nó có cái bụng á, xuống đây. Nếu mà hai đứa bay yêu nhau cứ nói đi. Ba gã sợ quá nên giấu đúng không? Dạ đúng rồi. Thấy chưa, nói rồi đã nói yêu mà giấu. Thôi được rồi. Nếu mà con thiệt sự yêu á thì bác gã không có sao hết. Bây giờ tao cũng mở mang lắm rồi. Ba, nhưng mà chỉ con điều á là theo phong tục á là phải bắt rễ. Dạ. Về để ở rồi lo lắng dạy dỗ trẻ em ở trong bản trong làng được không? Được luôn, với những cái kiến thức mà con học ở dưới Sài Gòn lên đây con làm được hết cho cha luôn. Rồi vậy được rồi, quyết định ơi. À, mai mốt là xuống gặp cha mẹ con làm đám cưới luôn ha. Làm luôn nha. Chào đám cưới con mời tôi. Đi về đi. Đi về. Đi về. Đi về. Đi về. Đi về luôn. Đi về luôn. Rồi là tình huống của gia đình, sao mà căng quá vậy? Căng chứ sao không căng. Tại sao căng? Tự nhiên con trai mình yêu con gái vậy ta. Nó nổ mà khung riêng luôn. Qua là không có được giải quyết gì hết trơn á. Tự nhiên gả cho cái thằng ở thành phố. Không sao đâu, cứ vui đi. Nguy hiểm đang chờ đợi. Khoan đã, bây giờ vô đây. Lại đây. Tất cả mọi người tập trung lại đây. Bây giờ con bà này đâu? Con bà này là ai, con áo đen này. Con tôi đây. Con áo đen ngoài đây. Thằng này với thằng này là con hai đứa này. Đó, đó. Rồi đây là vợ tôi, là đây con tôi. Qua đây, qua bên này, qua đây. Không. Vô đây, vô đây. Con, qua đây con. Đó, đó. Hai đứa con. Hai đứa con. Xin đôi. Xin đôi. Này chị con. Trời ơi. Ơi. Không, anh con. Anh con. Cái này phải dạy con, tại con không phân biệt được giới tính á. Ê, nói nghe nè. Tàn ơi, bây giờ anh về anh hỏi chị lại nha. Không biết phải con anh không, cho tôi thấy nhỏ này giống con Bạch Long đó. Ấy không, y chang Bạch Long luôn. Bà bậy quá, lúc bạn ơi, qua bên kia chơi đi bạn. Lúc có bầu coi hài Bạch Long và cái mặt nó y chang hả? Ê, con thằng này nha, coi lại coi nó có bệnh tật không chứ nhìn mặt nó si chim đau quá bà ơi. Con tôi mà bà nói vậy, bà coi lại con bà đi, bà coi lại con bà đi. Sao con tôi sao, ông nói đi. Tập tạ đâu mà nhau đô quá vậy? Ờ, con tôi ông biết nó tên gì không? Phi Thường. Con bé này chị ơi, con bé này giống chị lắm chị ạ. Ừ. Đặc biệt là cái điểm lùn. Lùn nè. Bà sao bà cứ khoe con người ta không? Con mình đấy bà không khoe. Ơ, con của bác giải mộ. Ê, con đừng có nói bạn vậy. Nè, không phải tôi khen chị với ông anh đẻ đứa con mà nuôi quá khéo luôn, nuôi sao mà nó dư dinh dưỡng, tao nói như nhìn như con heo kìa đó. Con. Nhưng mà nó giỏi lắm. Biết. Nó giỏi vậy tôi không biết, cho tôi thấy nó mập quá, nó ăn hết phần ông anh, người ông anh như con khô, nó như con heo không được. Chừng nào nó qua nó ăn nhà bà thì bà mới nói. Đúng. Đúng rồi, má tôi giỏi mà. Chửi má lắm á. Đừng. Trời ơi, con bà bằng con tôi không? Đúng. Xin lỗi bà. Trời ơi, hai cái nhà này cãi hoài. Nhìn nó như vậy thôi. Nhưng mà nó rất là độc đáo. Đúng. Độc đáo ở cái chỗ mà nó ăn mặc thôi. Đó. Rồi tài nghệ của nó còn ghê hơn nữa. Bà chưa thấy nó cắm đầu mà nó quay 80 vòng đâu. Làm gì vậy? Làm đi con. Làm cho bác coi nhanh làm, lên. Đừng làm mất mặt. Làm đi. Đừng làm mất mặt ba. Đừng làm mất mặt ba. Đừng có cắm đầu không vậy, mất công á. Người đầu bạc tiễn cái đầu xanh ghê lắm. Không được đâu. Chị ơi, nói chẳng phải khoe chứ con em từ lúc sinh ra ấy mà nó biết nói tiếng Anh trước khi biết khóc chị ạ. À. Yeah. Ở nhà mẹ con em toàn nói chuyện tiếng Anh với nhau con ơi. Vài lời cơ bản con ơi. Hello mom. Hi con. Trời ơi. Con ơi tiếp đi con ơi. Con với cô làm đang bao nhiêu? Đúng rồi á. How are you? I'm fine, thank you. Em con. I'm fine, thank you mom. Ok, không vấn no problem. Ơi, mẹ con tôi nhà giao lưu văn tiếng Anh. Nói chung là chị mẹ con chị giao lưu là nãy giờ tôi không hiểu gì hết trơn á. Đại loại là vậy. Thì đúng là mèo khen mèo dài đuôi chứ tôi là không, cuộc đời tôi đẻ đứa nhỏ này ra không bây giờ tôi khen nó. Cái sự mà sinh ra nó giống như một gọi là cái thiên thần mà thần đồng. Hát đi con. Con hát lên để con thể hiện được cái giọng của con là cái một cái đứa trẻ thần đồng. Hát một cái là Phương Mỹ Chi cũng đi ngủ luôn. Vậy không má? Hát đi con. Cháu ơi đừng ra cỏ ăn người ta, coi chừng ăn cám heo nhà người. Trời
Tôi không biết bà đẻ ra cái gì mà tôi thấy ăn cám với ăn cỏ là tôi hiểu con bà rồi đó. Thì nãy lại tại má con nói ăn mà. Mày được cái đúng là khôn nhà vậy, chở nhà mày hát hay mày ra đây tự nhiên mày không hát nó bỏ đi. Nè con nói má nghe. Má nói con nghe. Không, sợ đi đâu chị, đi qua nhà chị đâu mê còn tay đi đây bóp đây nè, đây nè. Nè nãy giờ khoe con hát chưa? Xin ơi, nè, đặc biệt con em người ta đẻ cái gì ra chứ em không biết, nhưng mà thằng này là cái miệng ra chứ. Bây giờ là nó là có năng khiếu luật sư lắm. Một xóm là không chơi lại nó đó. Vậy không? Đó hả? Lẽ lên con máu làm cho má nữa mày nữa. Mày là sao? Em tất cả. Đâu có, ý mẹ con nói là con là luật sư rồi, con có chức năng hùng biện á. Nãy giờ anh em con nằm quá trời luôn, không ai để tâm lý hết trơn. Nằm một hồi mà tao nói mà khói bộ nó lấp đầy hành hai cái mộ luôn mà không ai để ý. Đó, còn này đó nè. Trời đất ơi, tôi chưa thấy ai bao tôi thấy bạn nào mà thiệt nha, bạn bằng tuổi tôi mà bạn y còn già hơn là cha mẹ tôi nữa. Nhìn đúng bạn tôi không biết tôi là kêu bằng bạn hay là tôi kêu bằng chú nữa. Còn bạn á nha, bạn tuổi con chuột mà tướng bạn như con heo, bạn ăn hết của cha của mẹ rồi. Trời ơi, mới bây lớn là bạn phải đi làm lượm kiếm tiền chứ. Con nói nãy giờ quá trời mọi người phải thương con chứ. Đây, nãy giờ con thể hiện cái sự năng động của tuổi trẻ của thiếu nhi đó. Con hiền lắm, cái miệng con nói vậy thôi chứ cái bụng con rất là lành, không có nghĩ gì hết. Trời ơi, thấy thương quá trời. Thấy thương quá. Bây giờ sinh đôi là thường thường nó giống nhau lắm nè. Còn à, thằng này sao này con nó nói sao? Con nó nói coi nó nói được không? Cái thằng này á là cái gì nó cũng biết hết luôn. Mà tài năng nó chưa biết gì, coi nó mập mập tròn tròn chứ này dẻo lắm nè. Con uống dẻo nè, con uống dẻo coi nè. Sạch ngang con. Cuộc sống này vô vị lắm. Con trai là chứ mẹ. Con trai à, mới thể hiện tài. Cha mẹ sinh con nhưng trời sinh tính. Thôi nó bị khùng rồi, nó bị khùng rồi. Thua rồi. Nó thua rồi, nó bị khùng rồi. Ba mày kia kìa. Ba mày bên kia, ba mày bên kia. Thôi đúng rồi chị ơi. Con nói chú bị khùng rồi. Không phải. Ba. Mẹ ơi, có khi nào anh bị tâm thần phân liệt không? Không phải. Anh con nó bị suy tim đau. Bởi vì này con nói đúng rồi. Cái gì? Bộ phận thủy. Má tử mày. Phù thủy. Thôi, trời ơi mấy đứa nhỏ. Ê, cái đầu thôi. Thế đâu giờ tôi thấy nó nói cái câu đấy là hợp lý đấy bà. Hợp cái gì? Bà, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Bà là hư nhất á. Bà dạy con cái kiểu gì kỳ cục. Bà dạy nó nói tầm bậy tầm bạ không à. Thế thì yêu thương con tôi và cho nó ăn 6 bữa một ngày. Rồi dạy cho nó những điều cơ bản, những ngôn ngữ như language thật hay. Giống như là tiếng Thái Lan, tiếng Anh và tiếng Campuchia. Sao bà dạy tiếng Thái, sao bà nói tôi nghe coi. Thả phun thả. Tiếp rồi, đi con. Bà nín luôn rồi. Bà khạp có được nhiêu đó rồi, bà còn khạp nữa. Đời đó. Khạp gì khác không? Campuchia. À nó khạp. Ôi trời, nó giang qua tới bên này luôn rồi mẹ ơi. Thôi con. Trời ơi, hai cái này thân quá vậy. Cái này là, nè tôi nói chị nghe, cái chương trình này là chương trình là tụi mình ở trong xóm là lâu lâu ra đây rảnh rỗi khoe con. Mà chị nãy giờ chị cứ thể hiện tài năng hoài, tôi thấy chị kỳ cục quá. Tài năng là cái xóm này không ai tài bằng tôi. Tôi nè, người đàn bà nè, không chồng mà có con là thấy tôi tài năng rồi đấy không? Đây nè, bây giờ tôi thấy con bà nó hơn bà nè. Người ta nói con hơn cha là nhà có phúc nè. Bây giờ nhiêu đó mà nó cua trai là tôi thấy nó tài năng hơn bà rồi. Trời ơi, mày cua mày lựa cái nào mày cua. Bộ quân thị. Mày lựa cái thằng đẹp, mày cua cái thằng xấu quắc, cái quẻ mày cua vậy con? Con đâu có đâu, con chơi đồ hàng với nó mà. Ủa con chơi đồ hàng á? Nè, nói về tài năng nè. Con tôi ha, dụ như tôi nói là con cưới chồng, hát cái bài cưới chồng sao con? Em đi lấy chồng về nơi xứ xa, chim ru điệu hát, dòng hò trên môi. Rồi, ly dị. Hát bài nào ly dị? Má tao kêu tao hát, mày kêu không có được, tao không hát đâu mày. Tao biết nè mày. Mày hát đi. Kết thúc, cuộc tình này đã chấm hết, cuộc tình này đã phôi phai. Nhờ chị mà tôi biết được tài năng của con tôi. Thôi chị ơi, con chị thua rồi. Con người ta giỏi hơn, nhưng dù sao không bằng con tôi. Làm sao không con chị làm gì, con chị làm gì? Con tôi mà hát những cái ca khúc mà về tình yêu mà chia ly thì nó lại còn là đỉnh điểm chị ạ. Lên đây mẹ với con mình xong ca. Con là Đan Trường, mẹ là Triệu Vy. Ok. 2, 3. Quang chào hàng chị. Chào hoa hàng chị. Rồi bà này đang ban rồi đó. Chào hồ ly. Giờ đã chia ly.
Con gì hát cứ như nhai ngải trong họng à. Đúng rồi con, thể hiện đi. Con là con nít cho nên con sẽ hát nhạc thiếu nhi. Đúng rồi. Hát đi con. Mèo 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 rửa mặt như mèo. Sau sau lắm chẳng được mẹ yêu bà lắm. Tóc bà trắng, bà trắng rồi lại vàn bông. Ơ giữa ngơ bông lê cho bằng bông hồng em dành tặng cô. Bọt bài ca em hát riêng tặng thầy viết bản. Bụi phân rơi rơi có hạt bụi nào hóa chi tâm tôi. Vì một mãi tôi trở về làm cát bụi. Quá, dạ quá. Tại vì con hát là con hát từ lúc con đẻ ra cho đến khi mà mồ chôn thanh cỏ luôn. Dạ. Ôi, con chị nó hát, nó hát tào lao. Hát cái gì mà nó trộn hầm bà lằng mấy bài vô. Đó, gọi là hát remix, cái gì? Bà trộn như nó được không? Không, tôi không có cần trộn. Bà trộn tôi coi coi. Tôi không có trộn được. Con tôi nó trộn đó, đó. À, con, dạ, trộn đi. Con hát mà cái kiểu mà giống như là hoàng hôn mà nó lên mà tới trời trời tắt nắng cho mẹ đi con. Ồ, à. Cái bà đưa ra cái gì mà khó cho con bà vậy, hoàng hôn lên mà tới trời tắt nắng á. Chiều hoàng hôn tím cả dòng sông. Đó nó con lên rồi tới dòng sông. Mày khuya hả? Mày khuya. Vô khuya. Khuya đi hả? Con khuya đi con. Gió lạnh lạnh buồn ơi, khuya nay anh đi rồi sáng trời đưa lỗi. Ok chị quá. Hai bài Bình Minh. Bình Minh hả? Ừ. Bình Minh hả? Bà Bình Minh sẽ mang em đi. Bình Minh đã mang rồi. Bình Minh sẽ mang em. Má con hát rồi. Má con hát rồi. Dạ, má con hát rồi. Con thôi, thôi, được rồi. Tôi nói cho mấy anh chị nghe. À. Làm gì làm á, mấy đứa nó cũng còn nhỏ. Ráng cố gắng. Đừng có tâng bốc con mình quá. Mình khen con á, hay là thương con á, cũng phải chiều con cũng vừa phải thôi. Đừng để coi chừng tụi nó hư nghe không. À, tôi đâu có chiều con vậy đâu. Đó, đó, sao quýnh con tôi vậy? Mày phá, mày phá. Ủa, dậy đi, về đây. Ây, trời ơi, sao con quýnh mẹ? Mất dạy. Ủa, anh ơi. Anh phải dạy anh ơi. Mày biết dạy nó. Con có bắt mày quýnh đầu hơn. Trời ơi, trời nó quýnh nhau. Trời ơi, nó quýnh, nó bắt nó bị khùng rồi. Cho nó vô bệnh viện đi. Rồi, sao con nghỉ được? Đó không? Cô chúc mừng con. Trời ơi, thôi con à. Thôi anh ơi, anh thiệt luôn á. Anh già không có mà anh nhỏ không tha luôn nè. Tôi quýnh mặt tao hả? Quýnh mặt tao hả? Trời ơi, chúng ta vừa trải qua những tình huống với những khách mời vô cùng duyên dáng và dễ thương. Những tình huống của chúng tôi mang đến là những tình huống đơn giản, nhẹ nhàng nhưng đầy thông điệp ý nghĩa về cuộc sống cũng như gia đình. Anh thấy sao? À, anh thấy thì thật ra là cái thông điệp sau cùng đó là con nít chúng ta đừng nên đánh lộn ngoài đường, lúc nào cũng phải yêu thương nhau, thấy không? Học cho giỏi để cho cha mẹ vui lòng. Phương pháp giáo dục phải đúng cách mới được. Dạ đúng rồi. Chứ đừng có cho nó học tiếng nước ngoài nhiều quá nó quên tiếng Việt. Không, ở đây chỉ có mình anh thôi. À, bỏ đi. Và bây giờ chúng ta xin một tràng pháo tay cho sự trở lại của ba khách mời ngày hôm nay. Xin mời Phi Nhung, Quỳnh Lập và Hương Giang. Và sau đây là ba phần quà từ chương trình Hội Quán Tiếu Lâm. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Có vợ mà siêng năng trong cái chuyện mà chăm sóc chồng con, chăm sóc mẹ chồng, chăm sóc gia đình. Lười biếng, không có nấu ăn. Tôi giết người rồi, tôi giết gia đình rồi. Tôi giết gia đình rồi. Ba, ba, ba. Cá nữa cho tỉnh đi con. Anh ơi, ăn à, con ăn đi. À, giờ ấy không? Ăn sẵn tôi rồi cầm hoa, ta là bụt đi. Ông bụt vô mặt kìa nè, đó. Thì tên của tôi là Hội Quán Tiếu Lâm. Đừng vì một chút khó khăn mà quên đi nụ cười. Nào hãy đến với chúng tôi, Hội Quán Tiếu Lâm. Tôi là ông Tàu, đưa thủ đưa ghé ông Tàu. Tôi là
những chuyện nhắc tới nghe rất quen mà lại thấy nhột nhột. Lương đâu mà trả? Không tiền cạp đất ăn hả? Được mang đến bởi những khách mời tuần này: nữ diễn viên quyến rũ Diễm My 9X, hứa ngày nào đã ghi vô. Người đẹp không tuổi Diễm My, nữ diễn viên tay cá tính Kali. Mình quen nhau mà. Em không thích thằng đó hả? Tin gì là em đâu biết đâu. Ồ, nam diễn viên điển trai Nhàn Phúc Vinh. Đói bụng quá anh ơi, cho em mượn cặp giò anh em cạp thế à. Khi khách mời bị dồn vào thế bí và cố gắng để vùng lên. Trời ơi, đây làm đi má ơi. Cùng với sự trợ giúp của ông Lao và ông Tàu. Mày hỏng người lắm, mày hỏng người lắm. Mùa thứ hai, và ngày hôm nay chúng ta vui mừng chào đón ba diễn viên vô cùng xinh đẹp. Nữ diễn viên Kali, nam diễn viên đẹp trai Nhan Phúc Vinh và nữ diễn viên Diễm My Chinh Ích. Xin thưa quý vị, là không phải ngẫu nhiên mà diễn viên Diễm My được đứng gần anh Chí Tài. Có một sự bỏ nhỏ nhẹ ở sau cánh gà là Giang ơi cho anh đứng cạnh Diễm My để có một vài lời tâm sự. Mời anh. À Diễm My à? À vâng, như vậy là lời tâm sự đã xong. Cảm ơn. Dạ. Anh Giang có gì muốn nói với Kali thì chia sẻ với nhau luôn đi. Tại vì lúc nãy thật ra là em đứng cạnh anh á, mà anh đang đứng giữa. Không, hai anh em không có gì để chia sẻ. Không có gì hả? Nothing. Và bây giờ sẽ là một món quà nhỏ nhỏ, ví dụ như là một câu hát, hay là một bài hát, hay là một câu cải lương, hay là một điệu nhảy từ diễn viên Nhan Phúc Vinh gửi tặng quý vị. Có luôn hả? Có chứ. À rồi, có là chơi luôn chứ sao giờ. Rồi. À hát đi nha. À Vinh sẽ hát bài Vâng, như vậy là trong thời gian chờ đợi Nhan Phúc Vinh kiếm một bài hát thì chúng ta sẽ đến với chia sẻ của Kali vì sao lại nhận lời tham gia chương trình này. Vui mà. Vui mà. Vâng, và bây giờ chúng ta bắt đầu cùng vui ngày hôm nay. À trong kiếm được bài hát chưa? Rồi. Chưa. Rồi hát đi. Rồi. Từ khi quen em, anh đã biết bối rối. Anh Tài không thích điều này. Đúng rồi, anh thôi. Thôi bỏ hát được hát bài này đó. Và bây giờ nói gì thì nói, cái gì cũng vậy, có trước có sau. Sau đây là lời tâm sự của người lớn tuổi nhất trong chương trình. Xin mời anh Chí Tài. À, hôm nay là một cái bữa đặc biệt.
mà sao đặc biệt anh, vì sao đặc biệt? À là tại vì được đứng gần Diễm My. À được đứng gần cái người mà mình thích á, đó là bữa nay rất là vui. Và ngoài Diễm My ra còn có Kali, cũng là những người đẹp, và người đứng giữa đây không phải đẹp gái mà là đẹp trai, nói chung là tất cả đều đẹp, mà Tài là thích cái đẹp, cho nên ngày đặc biệt đối với Tài rất là có ý nghĩa là đẹp. Ý là ở đây là chỉ có ba người đẹp thôi chứ người bên kia là thấy ghê đúng không? Không, đó là cũng đẹp. Cũng đẹp. Là đẹp mà nó hơi hơi cái nét đẹp của Trường Giang chỉ có mình Diễm My mới cảm nhận được thôi. Đúng không em? Sao? Em cảm nhận sao? Cảm nói cho mọi người nghe My. Em thấy anh Trường Giang rất là đẹp trai. Đúng. Dạ. Có điều hơi lùn xíu thôi. Không sao, không sao. Sao? Em anh chia sẻ. Không sao đâu anh. Đâu có gì đâu. Lùn không phải là cái tội em. Đứng tách biệt luôn. Tách biệt luôn, kính thưa quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống đầu tiên, đó là tình huống buổi sáng. Và trong tình huống này, người chơi của chúng ta sẽ là người nắm được tình huống, và các vị chủ nhà sẽ không biết gì cả, để xem họ mang tới tình huống như thế nào và niềm vui như thế nào. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Cứ vui đi. Nguy hiểm đang chờ đợi. Mặc dù làm về một cái chủ đề về công sở, mình thì không phải là nhân viên công sở, cho nên Vinh nghĩ là đây sẽ là một cái thử thách và là một cái trải nghiệm rất là mới cho cái sự nghiệp diễn xuất của Vinh. Trong chuyện công sở thì sẽ có tình công sở nè, ăn dụng ở trong công sở nè, làm biến, làm việc nè, nói chung là rất là nhiều. Và cái mà làm cho mình hứng thú nhất đó là tình yêu trong công sở. Các vị chủ quán ơi, em rất là yếu đuối và mong manh. Các vị có chặt em thì cũng chặt nhẹ nhẹ, mà có chặt em thì cũng chặt cho nó chết nhé. Chứ mà chặt em còn sống, em sẽ chặt lại đấy. Đầu tiên là sẽ là Nhân Phúc Vinh. Đẹp trai, thông minh, con nhà giàu học giỏi. Gì à? Cho ăn sáng nè. Cho ăn sáng nè. Chúng ta xử lý tình huống thì sao? Chứ cũng miệng mồm cũng nhanh nhạy lắm á. Thấy là ghê ghê lắm á. Cho nên là em nghĩ là hai anh em mình đừng có ứng cứu sớm. Cứ để từ từ đúng đi. Đúng rồi, để mình... coi ông làm cái gì. Đúng rồi, tại vì lanh lắm. Chiều khi ông lanh quá có thể mình ở ngoài. Với lại em đang bệnh trong người nữa. Bây giờ mới trở lại mấy lần rồi chưa xuất hiện nên vẫn còn bệnh. Nên nội công vẫn còn bị ảnh hưởng. Anh chưa có hồi phục nội công. Anh sẽ truyền thêm. Chứ em thấy là không thấy vui đâu. Nguy hiểm đang chờ đợi. Tuy khởi nghiệp là người mẫu chuyên nghiệp, Nhan Phúc Vinh lại ngày càng thành công trong sự nghiệp diễn xuất với nhiều vai diễn ấn tượng trên phim truyền hình. Với màn hóa thân thành một giám đốc lịch lãm, anh chàng sẽ xử lý như thế nào với những câu chuyện văn phòng từ công ty đối thủ? Với lại lần này thì mình cũng nắm được những cái đường dây từ trước. Mình có nhiều cái lợi thế hơn so với chủ quán ở đây. Cho nên Vinh nghĩ là chắc là mình sẽ chặt được họ, hy vọng là chặt được. Còn là cao thủ không? Đứng đó. Cái chết bây giờ. Đứng yên đó cho tôi. Để tí. Để đây, để đây. Đây. Đi đâu đây, đi đâu đây, đi đâu đây, biết tôi là ai không? Biết chứ, bảo vệ. Mặc đồ đẹp quá. Hôm nay đẹp. Còn ông đi đâu? Ông đi đâu đây? Đi phát quà. Đi phát quà gì? Phát quà cho nhân viên xuất sắc nhất tháng. Biết cái lực lệ ở công ty này rồi, đi ra đây. Đi ra đây kiểm tra chút xíu coi. Vậy sao? Có cái này ra đây. Vô công ty là cấm đem mấy cái đồ trái nổ hay vũ khí đồ. Dạng hai chân ra. Dạng hai cái chân ra cho tôi. Chân hả? Ổn chưa? Ha. À, đây đây đây. Cứng cái gì đây vậy? Không, sao? Nhìn được. Được rồi, rồi, xong ha. Kiểm tra chút xíu thôi. Hôm nay là tôi qua đây phát quà cho nhân viên xuất sắc nhất tháng. Nhận lấy. Có tôi luôn hả? Có chứ. Trời ơi. Đứng cầm cái cây ba chắc đứng chống nạnh vậy hoài cuối cùng xuất sắc quá nhất tháng. Quá xuất sắc luôn.
xuất sắc tới mức á một con ruồi cũng không lọt qua được. Nhờ cái sự xuất sắc của anh á mà công ty của chúng tôi đã đột nhập thành công vào lấy toàn bộ hồ sơ mật. Ủa lấy gì? Tại vì xuất sắc đến nỗi mà suốt ngày á cứ dán con mắt vào cái màn hình á, xem những cái bộ phim truyền hình đặc sắc của Hàn Quốc á. Gì? Hậu vệ mặt trời hả? Đúng không? Không phải. Hậu vệ mặt trời gì? Cái phim đó là phim của Hàn Quốc. Còn tôi đang theo dõi cái phim của Việt Nam, Hậu vệ mặt mâm. Nhưng mà Hậu vệ mặt trời tập mấy rồi? Ai biết đâu nè, tôi coi Hậu vệ mặt mâm tập 1007 rồi đó. 1007 luôn. Tới phút mà cái mặt mâm nó thành mặt mo rồi. Nè. Cái gì? Còn chưa nhận ra được vấn đề nữa hả? Chưa nhận ra gì hết. Anh lại tự nhiên vô rồi tặng quà, tặng quyết gì tự nhiên. Thì nhận quà đi, tặng quà thì nhận đi. Nhân viên xuất sắc mà. Muốn khui luôn không? Cái gì vậy? Khui dùng nguyên cho bơm cho mày luôn á. Không? Thấy bây giờ cầm rồi đi ra ngoài kia liền. Ông bắt đầu nguy hiểm rồi đó. Tôi báo lên cho giám đốc á. Có chuyện gì vậy? Có bà con với chị không? Có bà con với chị không? Tự nhiên đi vô đây rồi nói gì giữ gì mà tặng quà nhân viên xuất sắc. Tháng tiên tặng em cũng khốn rồi không biết gì hết. Ủa cái gì? Cá tháng tư qua rồi mà sao gì mà tặng quà gì đây? Có ai quen biết ai đâu? Đợi em xíu tỷ, cầm giùm gái. Là cái gì vậy ta? Đây, của tỷ là hộp to nhất. À, đây là món quà dành cho cán bộ kế toán xuất sắc nhất quý của công ty chúng em gửi tặng chị. Chị có quà luôn hả? Mà ai biết cái quà này là quà gì? Quà của chị đó, chị giá 2.000 đô. Tôi xin lỗi anh là cho tôi hỏi là cái món quà này nó từ đâu đến? Mà tại sao nó lại có món quà này? Trời, hết sức đơn giản. Một nhân viên mà quá ư là ưu tú như chị, khi mà tất cả những hồ sơ mật của công ty bày hết ra đường cho công chúng người ta dòm đó, giúp cho công ty của tụi em phất lên, tóm được những cái dự án trúng thầu với cái giá rất là hời, vượt qua mặt được công ty của chị, cho nên hôm nay tới tặng quà vậy thôi. Ủa hiểu chưa? Hiểu vấn đề chưa? Cuối cùng ông là công ty nào? Công ty tôi thuộc cạnh tranh. Công ty tôi thôi qua đây chi hả? Ai... đó qua đây tặng quà thì tại vì nhờ sự hỗ trợ của hai người mà ngày hôm nay công ty của chúng tôi đã bước lên một tầm cao mới hơn. Gì đâu? Tôi chưa bao giờ tôi hỗ trợ nha. Tôi là một người trung thành của công ty. Đúng tôi rồi. Nha. Đúng rồi bà. Trời ơi, tưởng tôi vô tặng quà là muốn đi làm gì làm hả? Không có được đâu nha. Mỗi lần mà bước tới cái bàn làm việc của chị thì đây đó, thấy không? Gì? Từng gì con vậy? Số một đó. Từng con số một. Từng dự án một đó. Từng dự án một. Sao mà những cái hồ sơ mật mà chị cứ bày hết lên bàn cho người ta qua người ta lấy kiểu này? Hồ sơ này đúng không? Đúng không? Của chị đúng không? Này có chữ ký nè. Có nguyên cái mặt mèo chị hay vẽ đó nè. À, mấy lần em qua thấy chị thích mèo hả? Trời ơi, hồ sơ mật mà vẽ mặt mèo không chồng? Trời ơi. Sao kỳ vậy cái này? Phải hồ sơ mật của bà không? Bà vẽ mặt mèo vô đó nè, không? Logo của chị đó. Tôi không biết phải không nữa nè. Hồ sơ mật hay là cái list karaoke của bà vậy? Quá trời từng con số, từng con số. Từng con số một. Nè nó bài 51753 trái tim không ngủ yên gì nè, bấm ca lên đi. Này cái list gì? Tại vì chị quá mê ca nhạc em ơi. Gì vô? Trong cái phòng làm việc của chị là có cả một cái dàn karaoke không thấy à? Trời ơi, trong này có nguyên dàn bài karaoke nè. Đó đâu có gì thì đâu. Nó kẹp vô bởi vì chị làm việc bừa bộn dễ sợ luôn. Hồ sơ mật công ty mà chị kẹp chung với mấy cái list karaoke cái này. Em lấy ở đâu rồi anh giả mạo chữ ký tôi á? Tôi làm ăn rất là nghiêm túc đàng hoàng. Phải ở không? Công ty này tôi đã làm mười mấy năm nay rồi. Đâu, tôi đâu? Là một cái nhân viên lấy cái điện thoại gọi cho sếp liền cái coi sếp cái dự án mà tôi sắp ký giờ. Tôi đi làm việc tôi là người nghiêm túc, tôi không có mang theo điện thoại bên người. Tôi không có điện thoại. Vậy luôn hả? Ừ. Tại cuối cùng ông ngồi này không phải bà con gì. Mà bao giờ có điện thoại không? Không phải bà con, nói chung không phải bà con gì. Ê, nó nghe trai, lại đây nó nghe nè, trai lại đây nó nghe. Lại đây trai. Kỳ ta. Sao? Lại đây ấy nó nghe nha. Rồi ấy nó. Nãy giờ tưởng đâu là bà con cô bác gì vô đây tặng quà còn dị nể chứ tôi bảo vệ đây tiền vô nói tầm tràm tràm lại thôi kia nè. Nè, tôi khẽ còn mong đó nha. Mày. Nãy giờ là nói sự thật không mà bảo vệ mà không tin vào sự thật, không tin công lý thì làm sao mà làm bảo vệ được? Tôi bảo vệ là bảo vệ đi kiểm tra lại liền. Đem qua xác nhận cái bà ký một cái chữ ký kế bên còn phải của bà không? Nhanh 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 làm đúng công việc của mình đi, về lấy của công ty. Tôi là bảo vệ công ty. Đúng. Chỉ là anh những ơi. Người lạ vô công ty phá. Có bà con nghĩ chút không? Nãy giờ ai đấy? Anh không biết tự nhiên có một cái người nào ở bên cái công ty khác mà qua đây tặng quà cho tụi em. Đây có luôn. Rồi hả? Chú tặng hoa. Chú à, này của chú. Là... biết tên tôi luôn hả? Biết sao tên không? Tên chú hả? Ủa chú làm ở đâu? Bộ phận nào? Công ty đối thủ. Công ty đối thủ hả? Qua đúng. Tặng quà. Đối thủ qua đây tặng quà. Ờ. À, xin lỗi chú vô công bất thọ lộc tôi không có nhận. Kì vậy? Tôi ăn lương của công ty, tôi làm cho công ty thôi chứ giờ tôi... Tự nhiên là qua tự nhiên. Trời, cuộc sống bây giờ thực dụng lắm chú ơi. Ở đâu có tiền, ở đâu có quà cáp là cứ nhận trước tính sao.
Có phải bơm đâu mà sợ. Tôi làm việc ở công ty này lâu năm rồi, tôi biết khi nào mà bên công ty của chúng tôi tặng quà là người ta họp hành lại hết. Đó, lúc đây tôi mới nhận. Còn rồi, đi nhận tầm bậy không có nhận. Thôi được rồi, cái này chú không nhận phải, nhưng mà cái này chắc chắn chú nhận nè. Trời ơi mà thiệt á. Sao bảo vệ lại cho vô kỳ cục vậy? Hồi nãy giờ tôi bảo vệ nãy giờ luôn, làm sao cái này đâu ngoài ngoài vô. Xin 30 giây. Ok, 30 giây. 30 giây bắt đầu. Chưa bao giờ thấy một cái người nhân viên IT nào mà giỏi nghề như chú và hoài cổ như chú. Đã bước qua bao nhiêu thế hệ máy tính rồi mà chú vẫn xài con Bentham 2. Phát hiện được những cái dữ liệu mật của chú rất là khó khăn, phải chép từng cái một nè, đó, phải chép từng cái dữ liệu vô đây nè, đó, từng cái một ra một nồi như vậy nè. Chép từ cái màu này mà nó thành cái màu này luôn đó hả? Đúng rồi. Cái gì ghê vậy? Thôi giờ tôi ghê chứ, tôi chưa coi đĩa chứ tôi chưa biết mà cái màu dày mà nó thành cái màu dày mà nó chép được hay. Chép chế độ gì vậy? Không, cái này chỉ là muốn gạt đĩa thôi chú. Bảo vệ là bảo vệ, tránh bị mất những cái thông tin chạy xước trên cái đĩa này. Quan trọng là đưa tôi cái này làm cái gì? Quan trọng là cái dữ liệu nhiều mà chú xài cái máy tính nó quá cổ tới mức mà phải xài bao nhiêu cái CD đây để chép ra nè. Sao bừa bộn vậy? Mà xong xài cái máy xịn xịn á, ví dụ USB cắm vô cái là được rồi. Tôi nói chú nghe, cái chuyện sắm máy đó là chuyện của công ty, còn cái chuyện mà lưu giữ hồ sơ dữ liệu đồ này nọ là cái chuyện của tôi. Đó. Tôi làm sao cũng được, miễn sao tôi giữ được cái hồ sơ đó thì thôi. Đúng rồi. Cảm ơn chú. Giữ được chứ mà gửi lộn mail qua công ty của con hoài luôn chú ơi. Không bao giờ có chuyện đó. Cái chuyện gửi lộn mail đó thì coi chừng là bên giám đốc tôi gửi, chứ còn tôi đặc biệt là tôi chỉ gửi cho giám đốc tôi thôi chứ tôi đâu có gửi cho ai mà lộn. Chép cái dữ liệu gì vậy? Coi coi. Muốn kiểm tra không? Trong đây á là dữ liệu mật của công ty, cũng toàn là số liệu giống giống kế toán kia á. Thôi anh security. Có sự nhầm lẫn gì không? Đây đó, mấy này là anh chép security. Là chép security. Anh chép mà cái anh security thôi. Anh làm ơn cho cái ông này đi ra đi chứ tôi thấy ở đây là anh rối, anh nghĩ là ba cái chuyện tầm bậy tầm bạ rồi anh. Ủa lỗi là sao? Tôi qua đây là tôi tuyên dương ba người là đã có công lao để giúp công ty của tôi phát triển hơn mà tự cái giờ qua đây tôi tặng quà mai hôm mai lấy là sao vậy? Anh có quyền gì mà anh qua đây tuyên dương của tôi? Anh là gì? Tôi bị cái dòng tố nổi lên vậy. Chuyện dòng tố đó là ai đây? Ai đây? Giám đốc. Ồ. Tôi mà anh giám đốc nhận ra. Trời ơi đúng rồi, nhân vật chính trong bộ phim mặt mâm của tôi mà tôi quên ta. Ai muốn con này? Dạ giám đốc mướn đó. Tôi đâu có biết, đó là phòng nhân viên. Dạ cái đó phòng nhân viên lo, em trợ lý giám đốc em đâu biết. Bữa giám đốc đó là nhận thì em nhận thôi. Dạ chào giám đốc. Giám đốc đó, đây phòng nhân viên đó. Dạ em chào giám đốc. Dạ dạ thưa giám đốc. Dạ em bảo vệ. Bây giờ mới nhận ra tôi đó ha. Dạ dạ. Cậu đó nha. Dạ. Làm bảo vệ mà tối ngày cứ lo coi những cái phim, phim Hàn Quốc ha. Tôi đi vô á, cậu lại chào là chào cô là sao? Cô không thèm ngẩng mặt là cô nhìn có ai đi vô đi ra. Cô làm như vậy thì bất cứ người lạ nào cũng có thể xâm nhập vào công ty mình làm những chuyện tầm bậy tầm bạ thì sao? Dạ thì bảo vệ thì giám đốc kêu là đứng ở đây coi rồi có ai ra vô thì báo cáo giám đốc chứ hàng công ty mình cũng hạn chế bạo lực lắm, mới mướn em vô đứng vậy nè, chỗ cái cây ba chắc em răng em bự cũng chịu, em làm chút xíu vậy luôn nè, trời quýnh người ta đau. Trời ơi cậu, trong cái phim Hậu Duệ Mặt Trời. Dạ. Cậu thích ai? Cậu thích cô quân nhân hay là cô bác sĩ? Cái phim đó em bỏ lâu rồi. Em mới coi Hậu Duệ Mặt Mâm đó mà cái nhân vật chính là y hệt như giám đốc luôn á. Nhớ mặt cậu này, ghi vào hồ sơ cho tôi. Em coi phim khác, phim đó dở lắm. Bữa sau chỉ má. Phim gì, phim gì? Hậu Duệ Mặt Trẻ. Ôi dồi, rất giàu không? Thôi chị Mai chắc bây giờ tôi muốn cái đĩa tôi coi phim Hậu Duệ Mặt Chảy đi. Hôm nay là ai đây? Xin chào giám đốc. Tôi đến từ công ty đối thủ cạnh tranh. Cái gì? Cậu là công ty đối diện công ty của tôi rồi. Tại sao cậu có mặt ở đây? Đến đây để mà tuyên ngôn, ở tuyên dương cho ba nhân viên sắp vào công ty của tôi mà đã đạt thành tích xuất sắc. Tuyên dương cái gì? Không biết là giám đốc vô tặng quà từ lưa cho. Chắc là giám đốc cũng đã biết được vừa mất một hợp đồng béo bở đúng không? Đừng nhắc tới nỗi đau nữa. Đây, cũng nhờ ba nhân viên ưu tú này đã giúp tôi có được những cái thông tin hết sức là quan trọng từ giám đốc. Cho nên tôi mới phỏng được tay trên hết. Tại sao vậy? Cậu là trợ lý của tôi mà. Tại sao là cái hợp đồng lại... Do mình bị lộ thông tin. Tại sao? Hỏi trong phòng thông tin hỏi cho tôi biết. Dạ. Cô làm hồ sơ mỗi ngày. Dạ. Cô làm thế nào? Có phải là cô làm ăn tắc trách
để hồ sơ bừa bãi, không có chịu cất kính vô. Hồ sơ mật, có một lần tôi bắt gặp một hồ sơ cả trăm tỷ của tôi, cô quăng vô sọt rác. Dạ, tôi... Một lần nữa, một cái hợp đồng khác, cô không có kém gì. Cô ăn cốc ổi xoài chấm ớt đổ đầy cái đó. Là sao? Dạ. Cô làm kiểu gì vậy? Dạ, giám đốc hỏi giờ em không biết tại sao và cũng tại sao. Nhưng mà thật sự em là một cái người mà đã làm ở trọng trách ở đây. Giám đốc giao cho em biết bao nhiêu việc, em phải uy tín, em phải đàng hoàng mới làm. Em tồn tại công ty này trên 10 năm rồi. Giám đốc chửi bà. Dạ, nhiều lúc cái này bị chơi rồi, bị hãm hại. Tôi biết vụ này, em biết vụ này của em nè. Bị mất cái hợp đồng béo bở đúng không? Làm bữa hổm bả cái hợp đồng nè, cái ăn bánh tráng trộn chét 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 rồi béo quá bở, bị mất ông nội này chơm nè, phải không? Cái gì vậy? Hợp đồng béo bở. Tự nhiên đi, không ra thể thống gì. Còn anh Lực. Dạ. Anh phụ trách về cái mảng IT của công ty, tại sao anh không cài những cái mật mã cho nó kỹ càng, đính đáo? Đây, tôi làm rõ ràng cái trọng trách của tôi là IT. Dạ. IT là trà đá mà. Suốt ngày tôi chỉ lo trà đá cho ông thôi chứ, không lo gì khác. Biểu. Trời ơi, anh giỡn với tôi hả? IT là mình là trà đá. IT ở đây á là trà đá. IT là trà đá. IT là chữ. Bây giờ cứ tức quá. Cứ lên mạng sợ nghe tôi nói đi là IT. IT ở đây I là information, T ở đây là technology, dạ. Là quản, kỳ là kiểm soát, biết chưa? Thì giám đốc, tôi chỉ kiểm soát hồ sơ từ cô này giao qua tôi, và tất cả những cái đó tôi giao qua cho trợ lý của giám đốc. Bây giờ anh ấy phải có chịu trách nhiệm với tôi. Công ty không ra hệ thống gì hết. Anh nói cái gì? Tôi là giám đốc mà anh đứng ngồi nói chuyện hả? Dạ, anh giải thích sao? Em có giải thích gì đâu, em trợ lý bắt gì làm nấy. Bây giờ thằng này nè, nó lấy hết cái hợp đồng công ty mình là cả trăm tỷ đồng. Bây giờ công ty trên bờ vực phá sản, không được có được hợp đồng là coi như là phá sản rồi. Đó, giám đốc là coi như là đi tù luôn. Ba người thấy chưa? Một cái công ty không ra một cái hệ thống gì hết, không có cái sự đoàn kết nội bộ thì ở đây làm cái gì? Cống hiến cho ai? Hãy nhận về tôi. Công ty của tôi. Hãy nhận tôi về làm công ty. Qua đây cưng. Nè. Đâu? Cậu về cậu nhắn với giám đốc của cậu. Muốn cạnh tranh á thì phải cạnh tranh công bằng. Ông là giám đốc mà nhắn dài nữa. Ai là giám đốc? Đây. À. Cậu là giám đốc à? Đúng. À, tôi trẻ tài cao đúng không? Không cần phải khen. Tôi không thích cái lối cạnh tranh như vậy. Nói chung là công ty ông trên bờ vực phá sản rồi. Đúng. Đóng cửa đi. Rồi ba người này có suy nghĩ lại không? Có về bên kia không? Ông nội, ông nội tặng tôi cái hộp không? Nội ông đem qua tặng tôi dơ gì tào lao. Tào lao, miếng lao. Giả dối nè. Cái tiền này giả dối. Giám đốc. Anh nói cho Cưng biết. Anh qua là anh thử lòng thôi, hiểu không? Để anh coi coi độ trung thành của Cưng với công ty như thế nào á. Cái này đập luôn. Đừng. Cái này đập luôn. Bỏ ngồi hộp. Nguy hiểm. Tôi có giỡn như vậy. Trả lời cho người ta đi. Không. Giám đốc. Sao? Đừng. Theo tôi nghĩ là đây là một cái cách gài của giám đốc. Tôi nghĩ là người này quen với giám đốc chứ không phải là lạ. Đem quà cáp tới đây để thử lòng chúng tôi coi thử có trung thành với công ty hay không. Đúng vậy. Chúng tôi không đồng ý với cách làm này. Nhưng trước khi mà chúng tôi nói với giám đốc, chúng tôi đã quyết định là dù sống chết cũng làm cho cái công ty này. Còn những cái món quà này đối với tôi không quan trọng. Làm việc ở đây mười mấy năm nay, ngoài cái tiền lương ra, chúng tôi còn bỏ hết tâm huyết cho công ty này. Giám đốc đừng thử tụi tôi như vậy. Đúng vậy, tôi không thích. Tôi giám đốc nghe, đưa ra vật chất hả? Đưa vật chất này không bao giờ chiếm được trái tim trong trắng của tôi đâu. Nè. Không bao giờ. Giám đốc. Không thấy. Giám đốc đừng có thử lòng của tụi tôi như vậy. Tụi tôi thấy vậy tụi tôi đau lòng lắm. Tụi tôi làm việc ở đây tụi tôi rất là chung tình chung thủy với công ty này. Mặc dù là lương lậu là nhiều lúc cũng không có ổn định. Mà giám đốc làm như vậy đau lòng quá, xin nghỉ việc. Nghỉ việc. Bây giờ cậu dạ? Xác định giùm tôi thử phải là người này đã nhờ cậu để thử lòng tụi tôi không? Dạ, cậu, xin lỗi chú. Cậu có suy nghĩ lại không? Chứ mấy là tôi đập vỡ toàn. Thôi, đập vỡ toàn quá. À, thôi ba, đừng có diễn nữa. Con thấy là ba chị nhân viên này được á, chỉ có cái anh thấp thấp lùng lùng kia là không được. Trời ơi, vậy đây là tình hả? Không làm như vậy thì sao mà lôi cái mặt của ông ra hả? Ba xử đi bờ, thấy chưa? Con nói rồi, trong công ty mình có nội gián thì ra là anh này là nội gián, anh này chính là người mà tung tất cả hồ sơ mật cho công ty đó thủ. Cảm ơn giám đốc. Đó, anh áo tím đây nè. Phát hiện ra rồi. Đó, giờ ba xử đi ba, giờ con kêu công an nha. Ba giờ con kêu công an nha. Tôi không biết là ba hai người này như thế nào, nhưng tôi cảm ơn giám đốc.
gì? Làm việc bao nhiêu năm nhưng giám đốc đã không đặt lòng tin cho chúng tôi. Khi không có lòng tin thì tất cả sẽ không bao giờ thành công cả. Ngày hôm nay tôi sẽ viết đơn xin nghỉ việc. Ôi chú, chú lỗi này, chú lỗi này của con. Em nghỉ việc luôn. Lỗi này của con. Lỗi nghỉ việc luôn. Bây giờ đây, bây giờ trắng đen rõ ràng là ông có đuổi tôi không? Ông có đuổi tôi không? Đuổi. Không đuổi tôi cũng nghỉ. Cái ông hợp đó, cầm ba chắc này luôn đi. Bảo vệ đây luôn đi, bảo vệ ông này đi. Coi chừng hắn ra đường tao quýnh ông chết đó. Nghỉ việc luôn. Rồi xong rồi ba ơi, con xin lỗi ba. Con định qua giúp ba để tìm ra kẻ gian. Không ngờ kẻ gian nó đã phá hoại luôn công ty của mình. Ai là ba của mày? Chúng ta vừa trải qua tình huống đầu tiên buổi sáng với nhà Phương Vinh. Lời đồn quá là không sai. Tình huống rất nhẹ nhàng, rất đơn giản. Và để trải qua tình huống này thì kính thức cũng rất là dễ dàng. Đối với nhà Phương Vinh cũng khó khăn gì. Nhưng mà ổng ứng xử cũng lè lắm. Ổng cũng lè, cũng đẹp trai. Nói chung là chúng ta hãy chờ xem tình huống tiếp theo buổi trưa sẽ như thế nào. Cứ vui đi. Nguy hiểm đang chờ đợi. Và tiếp theo. Tiếp theo sẽ là buổi trưa cùng với nữ diễn viên trẻ đẹp Kha Ly. Kha Ly dễ thương á, xinh xắn, hồn nhiên. Nhưng Kha Ly cũng rất là kinh khủng. Cũng không phải là hiền thúc luôn rồi. Để chờ xem. Không biết chúng ta sẽ làm sao đây. Không sao đâu. Cứ vui đi. Nguy hiểm đang chờ đợi. Mà chắc cũng tới rồi. Từng tốt nghiệp Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh năm 2007, nhưng Kha Ly lại tiếp cận và thành công ở bộ môn nghệ thuật thứ bảy với khoảng 30 phim truyền hình. Đến với chương trình thuật đúng sở trường của mình, khả năng diễn xuất liệu có giúp cô gái nhỏ này chiến thắng gia đình chủ quán? Cảm giác bây giờ đang rất là hồi hộp, nhưng mà thật sự là bây giờ trong đầu của mình giờ là nó chưa có định hình một cái gì hết. Nói chung là mình tùy cơ ứng biến, chủ nhà đập mình tới đâu thì mình đập lại tới đó, mà đập không nổi thì chào thua. Ai da. Ủa, trong công ty nha. Đã quá, to quá. Cái gì nè? Cái gì đi? Nghe nè. Anh thiếu ngủ quá. Trời ơi, làm gì thiếu ngủ? Hôm nay mệt mỏi, làm việc nhiều quá rồi xong rồi không có thời gian rảnh rỗi luôn á. Có gì không em? Có gì quan trọng không? Chút nữa sau giờ nghỉ giải lao á, hai đứa mình đi uống cà phê nha. Uống cà phê hả? Ừ. Trời ơi, nghỉ giải lao xong bây giờ anh phải lao vô anh lo ba cái mớ giấy tờ hợp đồng của công ty nữa. Thôi đã cứ như vậy hoài à, bữa giờ á. Hay là em rủ bản thân anh đi, em rủ thằng Thanh Duy đi chung đi. Ủa gì kỳ vậy? Ê, em bận quá. Thời gian này em bận quá em. Không có liên quan. Không có liên quan. Thì mình quen nhau mà. Em không thích thằng đó hả? Thanh Duy là em đâu biết đâu. Ồ. Em chỉ biết Đạt thôi à. Wow. Trong tim em chỉ có một mình Đạt. Duy ơi Duy, Duy nghe chưa Duy? À anh biết mà. Trong tim em chỉ có một mình Đạt thôi. Anh biết Duy mà. Là ai đối với em không là vấn đề gì cả. Anh biết mà, anh biết là tình yêu của em đối với anh là rất là cao cả, nhưng mà thời gian anh bận biểu em quá biết, anh xin lỗi. Em biết, em thông cảm hết. Cho dù á Đạt có bận biểu cỡ nào á, em vẫn có thể chấp nhận chờ Đạt. Ồ vậy sao? Bây giờ sao ta? Bây giờ để bảo đảm tình yêu của mình, thôi bây giờ em phụ việc anh đi. Bây giờ ở công ty bây giờ là còn có mình anh à, còn chị lao công là bây giờ là đi nghỉ phép rồi. Bây giờ anh sẽ làm công việc, còn em phụ là lao quét dọn đây phụ anh nha. Có gì ai kêu gì làm đó. Không được đâu, em cũng có công việc của em mà. Bây giờ em quét dọn thì ai lo công việc của em? Bây giờ em với anh cả hai cùng phải lo công việc của mình, thì hai đứa xong việc rồi mình mới đi chơi được chứ, đúng không? Trời ơi, khổ quá. Bây giờ Đạt ngồi xuống đây đi. Đạt ngồi xuống đây đi. Nó giờ Đạt mệt mỏi đúng không? Em sẽ massage cho Đạt. Wow, hay quá. Đạt ơi. Sao? Nói nghe nè.
Dạ ba má. Dạ. Bất thình lình ba má có chuyện gì ba má? Con đang làm chuyện. Dạ con làm chuyện. Con chuyện nhỏ này là ai đây? Là nhân viên trong công ty mình. Trời nhiều con quá, tôi nhìn tôi không nhớ. Tại tôi thấy mấy nhân viên trong công ty mình đâu có cái con nào mà nó dám nó đứng lại gần con mình như vậy đâu. Dạ sao không dám, con với anh Đạt quen nhau mà. Cái gì? Hai đứa con là yêu nhau. Dạ. Rút qua đây. Dạ. Ba đã dặn con bao nhiêu lần rồi. Nhân viên là nhân viên. Dạ. Không có thể nào nhập nhằng như vậy được. Con biết không, nhưng mà... má là khó có con lắm. Con cầu con khẩn là con đó. Bởi vì giờ má con sống trong cái vòng tay thương yêu của ba má. Ba má nuôi con cực khổ lắm. Bởi vì mình phải biết chọn một cái bạn cho nó hợp với mình nha con. Bác mình à, đừng có quen tào lao, mía lao cái là chết đời. Dạ, mình luôn đó con. Dạ, con là một người rất là đàng hoàng, đứng đắn đàng hoàng. Con đâu làm gì bậy bạ đâu mà tào lao, mía lao. Con quen anh Đạt là bằng một tình yêu rất là chân thật. Tôi biết cái sự chân thật có, nhưng mà nó còn xếp về cái mặt đẳng cấp nữa. Dạ. Đẳng cấp là con tôi là một con nhà gia giáo học hành đàng hoàng, là con của giám đốc nữa. Dạ con cũng là con nhà gia giáo mà bác. Con gia giáo nhưng mà bác biết là cái hoàn cảnh gia đình của con nó không có hợp với gia đình của bác. Không. Con hiểu không? Con nghĩ cái vấn đề đó bây giờ nó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là tình yêu của hai đứa con là tình yêu thật sự. Hai bác không thể nào cấm đoán tụi con được. Tôi không bao giờ cấm đoán hai người yêu nhau. Dạ. Nhưng tôi không chấp nhận cái hành động của cô lúc nãy. Dạ. Ở đây là công ty. Hành động của không con không phải là cái chỗ massage. Ồ. Con nghĩ cái này không phải là... Con gái đàng hoàng không có ai làm điều đó. Vấn đề không phải là con massage là bậy bạ, mà tại con thấy Đạt mệt. Bạc nói là Đạt rất bây là giờ nhiều công cô việc. Đứng cô cãi tay đôi với tôi. Dạ con không dám. Người mà sẽ là tương lai là cha chồng của cô là tôi thấy cô không được rồi. Dạ con không có dám. Tức là ý con nói là con á, tại con thương anh Đạt. Con thương anh Đạt là tại vì anh Đạt á, ảnh rất là cực khổ, ảnh làm việc rất là nhọc nhằn, cho nên á, con sợ ảnh mệt, con chỉ đấm bóp cho ảnh thôi. Con rất là đàng hoàng, con rất là đứng đắn đàng hoàng. Công việc của cô tôi giao đâu, tại sao cô không làm? Cô đứng dạ, đó cô đấm bóp. Nó có cần cô đấm bóp không? Dạ. Trong hợp đồng của tôi có ghi cô phải đấm bóp cho con tôi không? Dạ cái đó ngoài hợp đồng. Ồ. Đó ngoài hợp đồng. Tại sao công giờ làm việc mà lại làm cái việc ngoài hợp đồng? Dạ cái đó mình sai, cái đó mình sai rồi. À, mình sai hả? Dạ con xin lỗi bác, cái này con sai. Nhưng mà con nói thật với bác là con với anh Đạt ở ngoài cái chuyện mà làm việc ra là con với anh Đạt không có làm cái gì mà quá giới hạn hết. Tôi á nãy giờ là tôi đứng ở ngoài tôi có một cái cảm nhận, cô đến với thằng con tôi là vì cái gia đình tôi là một cái gia đình khá giả. Con tôi là con trai một ở trong nhà, chứ tôi nhìn qua ánh mắt kinh nghiệm đúng không? Đàn bà mà nó yêu đàn ông không bao giờ mà nó cứ sổ sàng những con tôi này. Biết. Ngày xưa đó. Cái đó là ngày xưa bà yêu tôi là tại gia đình tôi giàu mà. Tôi hiểu mà. Không, không đi. Anh mắt em. Không. Em làm gì có sổ sàng. Tôi nói cho cô nghe. Chính vì tôi đã kinh nghiệm một lần rồi. Đó. Ở đằng sau tôi đó. Ngày xưa hiện thân là cô đó. Gia đình tôi cũng là con một. Tôi cũng là con giám đốc. Bà nhảy vô, bà là nhân viên, bà cua tôi. Cũng đấm bóp massage cho tôi. Trời ơi, ngày xưa rồi em đâu có đấm trưởng, bóp. Dính trưởng nên tôi phải cưới luôn. Nhưng mà con không phải như vậy. Con là con thật lòng. Và bây giờ, sẵn đây, bác cũng thông báo cho con biết. Tình cảm giữa con và Đạt không bao giờ có nữa. Bởi vì bác đã làm xui gia với người khác rồi. Hả? Không. Bác. Bác nói như vậy, con không chấp nhận. Bác con không có lý mà. Do gì hợp lý để bắt hai đứa con chia tay. Bây giờ chuyện bác làm xui với người khác là chuyện của bác. Còn chuyện anh Đạt, anh quen con là chuyện của tụi con. Bác muốn con, bác phải lấy hoa hậu con à. Chứ wow. Con không có mà thể nào mà xứng đáng được với thằng Đạt con bác rồi. Anh Đạt, anh nói đi. Anh nói với ba mẹ anh đi. Nói với ba mẹ của giờ, anh là anh yêu em đúng không? Anh nói đi. Anh không có nói được rồi, bây giờ là chỉ có em thôi. Bây giờ không lẽ anh phải bỏ ba mẹ đi em. Đi em con đi không đi theo em. Có biết không đi. Cái gì? Báo báo. Nè. Gì đây? Báo vô gì? Buồn gần chết đưa báo làm gì? Báo đăng. Đăng gì? Công ty này sắp phá sản. Hả? Đây. Công ty này sắp phá sản nè, đó. Báo mới đăng.
nè. Cái gì phá sản ghê chị ghê. Lấy ông này hả? Đừng có mơ mà lấy ông này được. Công ty này phá sản, gia đình gả ông này cho bà kia rồi, bà kia công ty lớn. Để chi? Để bên công kia giúp đỡ bên này khỏi phá sản công ty đó. Mà nghĩ sao bà lấy công ty này cho bà chết chùm hả bà nội? Anh đừng có nói tầm bậy. Báo đăng sao tầm bậy? Họ báo tầm bậy hả? Báo đăng nè. Đi đi. Báo đăng công ty phá sản. Không quan tâm. Đi đi. Anh đi đi. Ô, phá sản mày vui lắm hả? Đi đi. Ôi. Trời trời. Anh Đạt. Khoan. Bây giờ tôi muốn nói chuyện với con tôi. Mời cô qua bên kia. Sao bà? Đạt. Dạ. Cha mẹ đẻ con ra cho con ăn học, nuôi quân 3 năm dụng 1 giờ. Ngày hôm nay gia đình mình vì bất động sản mà tất cả bất động và sản hết rồi. Chỉ còn một cách, chỉ còn một cách duy nhất con có thể cứu gia đình mình. Là sao ba? Là con lấy vợ giàu con ơi. Nó cứu mình. Con dùng cái sắc đẹp của con. Cái công ty kia có một đứa con gái và họ rất muốn làm xui với gia đình mình. Dạ ba. Cái con nhỏ nó không biết sao mà nó mê cái sắc đẹp tiềm ẩn của con dữ lắm. Ồ. Nó nói con đẹp mà con dễ thương. Ba, gì hả? Chỉ còn cách đó thôi đúng không? Bây giờ đấy. Mẹ không? Mẹ. Hôm bữa trước gặp anh á, mình ngồi mình nói chuyện. Anh nói nhà anh có đứa con trai thiệt là giỏi. Đây, ôi, bữa nay anh qua đây sẵn tôi giới thiệu luôn. À, con trai. Đây là con trai của tôi. À, dạ. Mình nhớ là anh hứa với tôi gì không? Tôi nói cho anh nghe, tôi đã hứa với anh rồi. Ừ. Tôi biết con gái của anh, nó rất là đàng hoàng. Ừ. Cho nên là tôi muốn là mình sẽ làm xui dài với nhau. Còn nhớ giỏi quá, cảm ơn. À. Cái... Ủa? Ly, sao con ở đây? Con đi theo tiếng gọi tình yêu của con. Tình yêu gì? Anh Đạt. Anh là người yêu của con. Đạt làm? Anh Đạt. Đạt là người yêu nè. À, không không được em ơi, bây giờ gia đình anh vậy rồi. Bây giờ gia đình anh đó là con của bác con, này con, mà. Con bác đó là con bác này. Làm cái tôi. Ông trời có mắt mà. Ông trời có mắt rồi. Con dâu lý tưởng của mẹ. Không phải duyên số gì cả. Nhưng mà không đi. Tôi không nghĩ là con đại bảo luôn. Lại vì tình yêu mà con chấp nhận con đi làm công cho người ta. Trong khi đó con là con của một ông chủ như vậy. Đã, bảo là con cái con nhỏ này bây giờ nhìn kỹ không? Bảo đây, bảo đây. Dễ sợ luôn nha. Có gì nữa chứ? Con rất là. Anh Xui, công ty này sắp phá sản rồi. Chú làm việc ở đây hả? Tôi là bạn của ba. Rồi đi về đi chơi đây. Ở tù đó, ở tù đó. Cầm băng báo này ra chỗ khác đi. Trăm ngàn, trăm ngàn, trăm ngàn tiền báo. Đi ra. Trăm ngàn tiền báo. Nè, lấy tôi trả tiền sao? Đâu có mua đâu. Đi, đi. Đâu có mua đâu. Công ty này sắp phá sản rồi. Công ty sắp phá sản rồi. Biết rồi, rồi, rồi. Ủa phá sản mà vui dữ vậy? Rồi, biết rồi, đi ra đi. Ủa nhỏ khùng trời. Ủa anh, nói vậy là công ty của anh đang gặp khó khăn. Con muốn thưa với ba một chuyện. Hôm nay á, con thật sự trong lòng con, con rất là vui và rất là hạnh phúc. Con yêu anh Đạt. Và con đã làm hết tất cả. Con đến công ty này là cũng vì anh Đạt, vì tình yêu của con. Nhưng mà ba biết không, con sao? Con bị người ta, con bị người ta ngăn cản. Ai? Người ta chê con. Người ta có một cái chỗ cao sang hơn con. Người ta nói là người ta đã có con dâu khác rồi. Cái chỗ đó mình không có đẳng cấp. Mình không có đẳng cấp bằng người ta. Ồ, ai đi? Bác à, bác nói với ba con đi. Được, bác sẽ nói chuyện với ba con. Ly à? Anh Xui à? Chuyện gì vậy? Sau khi nghe cháu nó nói, tôi mới cảm phục nó. Không. Thật tình là tôi cảm phục nó. Tôi biết nó là con anh lâu rồi. Ồ. Khi tuyển dụng công ty là tôi đã có hồ sơ, có tên cha, có tên mẹ. Và cái tên đó nó đã trùng với tên Nguyễn Chí Tài của anh. Tôi đã biết nó là con của anh từ lâu rồi. Nhưng tôi vẫn nhận vào đây để làm gì? Để tôi muốn thử thách coi, trong những cái khó khăn như thế này, cháu có thể vượt qua được không?
Mùa heo lựa nái, mùa gái phải lựa dòng. Tôi thấy dòng dõi của anh cũng là số 1, cho nên tôi mới chọn cháu vào đây để làm. Tôi biết cái chuyện tình cảm của con tôi lâu rồi chứ, nhưng tôi muốn thử ngày hôm nay coi thử cháu nó phản ứng như thế nào. Trời không ngờ cháu nó tuyệt vời quá anh ơi. Dạ. Đúng rồi, con này. Ông anh biết sao không? Trời ơi, mà tội nghiệp con bé lắm. Anh ơi, anh nhớ không? Em sỉ giả nó quá trời mà nó vẫn yêu thằng Đạt. Trời, em thích cái cảnh nó quá trời anh luôn. À, nó rất là trân tiền tình, bạc chúng ta có thể làm ra được. Đúng rồi. Mất lần này chúng ta có thể gầy dựng lại lần sau được. Đúng rồi. Nhưng tình cảm chân thật không bao giờ gầy dựng được anh. Đúng rồi. Đúng rồi. Cho nên là tôi thấy cái tình cảm chân thật như vậy ba, chỉ ba, có con nói cho ba nghe. Cái tình cảm chân thật là tình cảm không bao giờ có thể kiếm được. Mày phá sản, công ty ông phá sản. Công ty này phá sản rồi. Bác à, công ty ông sắp phá sản rồi. Bác ơi, ông chờ cho con trai lớn nhỏ nó về sắp ở tù. Anh Đạt à, anh thấy không? Sao em? Bây giờ á, bây giờ công ty mình phá sản, phá sản em cũng vậy. Không còn gì hết. Anh vẫn yêu em đúng không? Anh nói với ba mẹ anh đang bị nhũng não rồi. Anh nói với ba mẹ ngày hôm nay là ngày quốc tế phá sản hay sao vậy? Có hẳn tuần luôn sao? Bác à, bước qua một bên. Chuyện này nếu thằng Đạt có muốn giải quyết, nó cũng không bao giờ giải quyết được đâu. Quan trọng là bác thôi. Dạ. Con qua một bên đi. Đúng rồi. Phá sản rồi. Sao? Chuyện gì? Tôi đã xem báo. Và biết công ty của anh đang trên bờ vực phá sản. Trời, công ty em phá sản mặt mình tỉnh ghê. Còn chuyện con gái anh và con trai của tôi, tôi cứ cho tụi nó tìm hiểu với nhau. Trời ơi, phá sản vẫn tìm hiểu. Cái thằng mà tào lao quá. Có tào lao lắm. Đi vô đi ra rồi. Không sao. Làm ăn á thì phải có lúc, có thời. Không có thời thì mình có miễn cưỡng cách nào á cũng không gì có thể cứu được đâu. Tôi biết, tôi và anh đều làm bất động sản mà. Tôi hiểu. Còn có phá sản hay không, cái chuyện đó do nỗ lực của chúng ta nữa. Đúng. Còn chuyện tình cảm của tụi nó, cứ khi để tụi nó đã quyết định yêu nhau. Dạ. Tôi cứ để cho nó xuôi theo tự nhiên. Đúng rồi. Khi nào anh em mình gầy dựng lại, lúc đó chúng ta sẽ làm đám cưới. Tốt là tốt. Thế là tốt lắm rồi. Đầu tiên em thấy là một cái chuyện lạ. Trong một chiếc tích tắc mà tờ báo nó đặt hai cái tin khác nhau. Đâu qua ngày khác rồi chứ. Tại vì hai bên gia đình nói chuyện ngày này qua ngày nọ. À đối diện à, dài phải không? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống buổi tối để xem Diễm My 9X sẽ xử lý như thế nào đây. Cứ vui đi. Nguy hiểm đang chờ đợi. Và bây giờ sẽ là Diễm My 9X, một cô gái không hề có tuổi, mặt đẹp, chân tay sáng. Chí Tài thích mê cười đó. Nói chung đẹp là Chí Tài thích à. Cô này là cái đẹp cũng quá đẹp đi. Cho nên khi một người đàn ông xuất hiện trước mặt cô là cảm thấy được yêu lòng. Và tất cả khó khăn gì họ sẽ nhận hết để cô ấy được vượt qua cái đau khổ đó. Đúng đó. Và trong tình huống này tất cả mọi khó khăn đau đớn Chí Tài sẽ nhận hết. Còn tôi đứng kế bên, nguy hiểm đang chờ đợi. Tham gia đóng phim từ khi 5 tuổi, dường như không vai diễn nào làm khó được mỹ nhân Diễm My 9X. Thế còn vai diễn tại hội quán Tiểu Lâm thì sao đây? Liệu mỹ nhân này có dễ dàng làm khó những người trong hội quán? Từ phẩm duyên của My là My sẽ hóa thân thành một bà cô đánh đá, thực dụng một chút xíu, lợi dụng cơ hội, tận dụng cơ hội để mà ăn hiếp người khác. Và cái người mà My nhắm tới đó là anh Hứa Minh Đạt. My sẽ ăn hiếp anh Hứa Minh Đạt tới cùng luôn. Trả tiền cho tôi đây. Trả tiền. Sáng giờ đâu có ăn cơm hay ăn trái cây gì đâu. Đâu có thiếu tiền gì đâu. Trả tiền gì? Trời ơi, giả bộ nữa. Anh là cái anh Đạt đưa đẩy trên mạng đúng không? Đúng rồi.
Tôi anh Đạt đưa đẩy nè, ai đưa là tôi đẩy à. Anh có cái tài khoản anh Đạt đưa đẩy, anh bán hàng online cho tôi. Bán cho tôi cái áo. Mà cái áo trên mạng, cái hình trên mạng nó đẹp dễ sợ đẹp luôn. Mà tôi nói thiệt á, anh giao hàng cho tôi, anh nhìn đi. Anh nhìn đi. Cái áo crop top gì tôi mặc nó lên tới cổ tôi là sao? Sao tôi mặc được? Đâu, đẹp mà, thấy đẹp mà. Không biết. Trời, mặc vô người ta đẹp lắm, thiệt. Đúng không? Công nhận đúng không? Bây giờ cái vật thật á, nó khác hẳn với cái hình trên Facebook của anh á. Đâu nhiều khi đâu về em bận thử coi y hệt như hình Facebook luôn đó. Em bận thử cô coi coi, với mình biết chứ. Em bận thử tôi coi coi. Có giống không? Muốn tôi bận thử phải không? Đúng như vậy. Nếu mà không có giống hình trên Facebook thì sao? Thì thoải mái thôi, trả hàng lại thì tôi trả tiền thôi chứ bây giờ sao giờ? Rồi bây giờ đặt tiền ra trước đi. Thôi bây giờ có cái này tài sản của tôi đó. Rồi ok, để đây nha. Nhưng mà cái kiểu đó là chỉ có bằng một cái áo này không à, không có bằng áo đầm ở ngoài. Nhớ kiểu đó không? Phải bằng như vậy chứ. Tôi bận ở nhà rồi. Tôi thấy nó không có phù hợp. Cái hình minh họa ở trên mạng so với cái vật này giống như là anh bắn đại bác 80 năm nó chưa tới vậy đó. Hai cái hình nó hoàn toàn không có liên quan đến nhau luôn. Anh á, anh bán hàng trên mạng gì đâu mà anh bán lừa đảo. Anh lừa đảo khách hàng. Anh làm như vậy anh không có đạo đức nghề nghiệp. Anh bán hàng như vậy làm sao? Làm sao lấy tiền của khách hàng được hả? Trời ơi, tôi tới tôi giao hàng cho cô, tôi lấy tiền rồi cô cũng đồng ý lấy cái áo này lên nhà cô thử chứ bây giờ sao vậy? Đi. Đâu vậy? Đi chợ mua rau. Mua rau hả? Thì tranh thủ lúc rảnh rỗi dễ lao đi ra đi chợ mua rau về nấu ăn. Mua rau hả? Còn tôi đang đụng cái rắc rối nè. Ủa vụ gì? Bị gì vậy? Chị bán rau phải không? Cái gì tự nhiên tôi làm nhân viên công ty văn phòng làm gì có vụ bán rau? Trả tiền cho tôi, trả tiền cho tôi. Ủa gì tự nhiên trả tiền cho tôi? Trả tiền cho tôi nè. Lần trước tôi có mua rau của chị nè. Mua rau trên mạng của chị nè. Đó. Chị nói là chị bán rau sạch. Rau sạch số điện thoại nè. Đó, rõ ràng đây số điện thoại của chị nè. Chị giao hàng cho tôi nè mà tôi, chồng tôi với con tôi ăn, ba đứa nhập viện hết luôn, bị ngộ độc thực phẩm. Tôi đẹp quá. Đây nè, đây nè, đây nè. Đúng rồi, đây nè, nhân chứng, vật chứng nè, rõ ràng nè. Đây, hai số điện thoại giống y chang nha, thấy chưa? Đó, xứng 92 cuối nè, xứng 2 cuối nè. Nghe, rau sạch chị nè. Chị bán rau cho tôi nè. Mà chị có coi lộn không? Chứ thường ăn rau tao không có trúng thực đâu. Chị coi lại cái đồ ăn ở nhà chị coi thử là cá thịt hay là dầu mỡ hay là gì đó, hay là chị ăn đồ ăn thiêu gì đó là nó bị. Tôi á là tôi chỉ có rửa sạch cái rau của chị mà tôi ăn thôi. Tôi cắt ra tôi ăn đàng hoàng. Vậy là coi như là cả nhà chị là chỉ ăn rau để sống thôi. Hay là chị coi có cái gạo của nhà chị trong cái chất cơm nhà chị nó có bị gì không? Làm gì có cái chuyện mà ăn rau mà bị trúng thực. Vô đây bắt đền. Dạ. Cô này ở đâu? Dạ không biết nữa, cô này cô ở đâu thì nhưng cô đến đây cô. Anh là sếp không ạ? Tôi là giám đốc. Anh ở là đây. Sếp giám đốc của công ty này hả? Anh phải trị tội hai cái người nhân viên của anh. Anh cái Đạt đưa đẩy này nè, anh bán áo cho tôi, anh bán áo trên mạng với áo ở ngoài đời nó khác xa một trời một vực luôn nè. Ở ngoài á là nó ngắn trên ngực luôn, làm sao mà mặc đó. Anh lừa dối khách hàng, anh lấy tiền của tôi. Còn cái tại người sao này vậy? Dạ. Có để tôi giải quyết từng người một. Dạ sếp. Tại sao vậy? Dạ tại sao sếp? Anh buồn bán, tôi trả lương cho anh để anh làm cho công ty, tại sao anh buôn bán riêng? Dạ cái này thì tại em kiếm thêm ở trên mạng thời gian rảnh rỗi, người ta mua thì em chạy tới em giao đồ cho người ta. Tôi không cấm anh làm kinh tế gia đình. Dạ. Làm thêm, nhưng buôn bán phải có uy tín chứ. Dạ sao sếp? Tại sao cái áo ở trên mạng cô này nói là khác đúng không? Đúng rồi, cái áo trên mạng nó chỉ hơn cái rúng của em có chút xíu à, còn này nó giật lên tới cổ luôn. Cô à, tôi thấy cái chuyện khác xa với cái hình trên mạng là cái chuyện bình thường. Tôi vậy mà cà còn 17 tuổi là cô hiểu rồi ha. Không biết giờ tôi không biết. Bây giờ tôi không biết là cái vụ rau này nữa nè. Cái vụ rau này nè, anh nhìn đi. Anh nhìn cái chị Nga bán rau cho tôi đi. Hai cái bịch giống y chang nhau đúng không? Là chỉ là cái người bán rau cho tôi mà cả gia đình tôi ăn bị ngộ độc thực phẩm. Xém chết luôn á. Rau mà cũng bán qua mạng được hả? Dạ được hết mà bây giờ cái gì chả bán được sếp. Cái này là của cô bán đúng không? Dạ. Có số điện thoại luôn kìa sếp, gọi thử coi. Đây, đây là cái bịch hôm bữa tôi ăn còn nhân chứng vật chứng nè. Tôi ăn xong tôi để lại cái bịch để làm vật chứng để hôm nay tôi đến bắt tội nè. Thì bây giờ em cũng nói với sếp, bây giờ tình hình là gì? Sếp hiểu không? Nói chung là cái công việc mình mưu sinh mà sếp.
em ở nhà rồi một tay em phải nuôi chồng, nuôi con nè, nuôi ba, nuôi má em nữa. Ba má mà không phải ba má thường, ba má ruột, ba má chồng nữa. Mà giờ sếp nghỉ đi, giờ em làm công ty này lương bổng đâu được nhiêu. Thì em có bán rau thiệt. Cái rau này của em là rau sạch. Trước khi em bán là em đã làm sạch sẽ trơn rồi. Mà cô này cô tố em, cô nói em là bán rau của ăn của ngộ độc thực phẩm phi lý. Trong một bữa ăn người ta có nhiều món ăn. Cũng có thể cô ăn cơm có bị ngờ... Cô im đi. Dạ. Bằng chứng người ta có đây nè. Nhưng mà rau đâu. Bằng chứng là cái túi rau của cô nè. Dạ. Nhưng mà tôi muốn cần thêm cái bằng chứng nữa là cái bằng chứng mà cô đi bệnh viện á. Đúng rồi. Hôm bữa là nguyên gia đình tôi ói ra là toàn rau không à. Có nghĩa là tụi tôi ngộ độc thực phẩm là do rau chứ không phải là do khác. Trong nguyên một bữa ăn gia đình cô chỉ ăn rau. Đúng rồi, gia đình tôi chỉ ăn rau thôi. Toàn rau không à. Ở đây là công ty. Dạ. Anh đi vô công ty anh phải đàng hoàng. Dạ. Em mới đi giao hàng về. Giao cái gì? Dạ rau chứ ba cái đồ mỹ phẩm đâu. Đây nè, anh nè, em bữa giao hàng cho tôi nè. Tôi giao cho bà hồi nào bà được không hả bà nội? Cái lùng lùng này nè. Ở trên thế giới thì biết bao nhiêu người lùng bà đi hả? Không, có mắt hai mí, cái mũi dọc dừa mà có bồ là Nhã Phương đó. Đó là Trường Giang mà. Đó là Trường Giang mà. Lãng kìa, đây trả tiền, tiền ship đây. Tôi ship đồ cho người ta rồi đó. Bà nữa. Đi. Tiền ship đồ đó. Thôi giờ tôi không biết. Mấy người trả tiền cho tôi đi. Đây nè, đây là giả. Bán hàng lừa đảo người ta trả tiền cho tôi đi. Thôi tôi ship mấy cái đồ này luôn á. Tôi ship mấy tính này tôi đem về luôn nè. Chị nhờ em giao mỹ phẩm á. Giao mỹ phẩm xong rồi. Trời ơi. Người ta nói là gửi lại cái bao cho chủ. Đó, số điện thoại. Giờ sếp bán mỹ phẩm online luôn hả? Trời bán 4 năm rồi. Trời ơi nè ơi. Mặt hàng. Mặt hàng chính là kem trộn. À mặt hàng chính kem. Bán này bán kem trộn bán cho Nhật Cường người xài đó. À mặt láng. Thời gian đầu láng, thời gian sau rổ. Thấy chưa? Sếp thấy không? Sếp là sếp của một công ty mà vợ sếp còn đi bán mỹ phẩm online. Thì chuyện tụi em giờ kinh doanh thêm rau là chuyện. Tôi không cấm các anh các chị bán hàng online. Dạ. Thì kiếm thêm thu nhập gia đình. Dạ. Nhưng bán á là phải bán những cái sản phẩm nào mà nó đảm bảo cho người tiêu dùng. Dạ. Nó đảm bảo cho khách hàng. Dạ. Đâu đưa đem coi cái mỹ phẩm này coi. Mỹ phẩm ngoài. À trời, mỹ phẩm này em có mua nè. Trời ơi sếp, đâu có tốt đâu. Đợt trước em đánh là mặt tên gì mỹ phẩm tên gì? Mụn mụn quá trời luôn nè. Mỹ phẩm tên gì? Mỹ phẩm tên gì? Mỹ phẩm mà anh Tư. Anh Tư nào? Anh nè. Mỹ cái tên mỹ phẩm ở bên nội còn nè cái người liên hệ bà ơi. Ờ liên hệ hả? Liên hệ anh Tư. Mỹ phẩm tên gì? Đây nè, cái mỹ phẩm mà cái kem trộn gì đó. Kem trộn nào? Đưa kem trộn. Kem trộn. Cô đừng lấy cái lý do này ra để cô đánh bật cái vụ rau này của cô. Không phải. Bây giờ cô muốn không? Dạ. Bây giờ nếu cô muốn, tôi sẽ trở về với phe cô này. Dạ. 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 Cô làm ơn cho tôi biết ngày đó gia đình cô vào bệnh viện nào. Để tôi đi điều tra cái vụ rau sạch. Bệnh viện Chợ Rẫy. Sếp ơi. Xin lỗi sếp. Em bận quá trời luôn á. Rồi công việc ở công ty này nhiều chuyện quá mà không có ai phụ em á. Sếp phải khép người phụ cho em. Chứ ngày nào công việc cũng bù đầu bù cổ trơn á. Mấy anh chị này cứ lo bán hàng online để kiếm thêm. Còn em bao nhiêu cái chuyện ở công ty giao hết cho em mà. Chết em luôn rồi. Tại sao vậy? Công ty này là một ngôi nhà chung. Dạ. Dạ. Thì chia việc đó mà làm chứ. Đúng rồi. Em làm chứ. Tôi giao. Dạ, không làm gì. Nhưng mà tại vì mấy người giao không làm gì. Làm riêng đó sếp. Thôi bây giờ sếp giải quyết cho tôi đi. Bây giờ anh này bán hàng cho tôi là bán hàng mà lừa dối, lừa dối khách hàng nè. Mua đồ qua mạng. Lừa dối khách hàng nè. Bây giờ cho tôi nói một câu thôi. Bây giờ tôi nói thì cái bộ đồ này cô mặc vô bảo đảm đẹp thiệt. Tôi uy tín luôn. Bây giờ nếu bây giờ cô cởi cái áo này ra cô mặc vô đi. Đúng rồi. Nếu không đẹp tôi sẽ mặc. Tôi nói xấu là không được. Tôi cái bộ này đẹp. Có người ta hút. Đẹp. Cô vô trong này đi. Cô thấy đi. Cô thấy liền đi. Bây giờ mọi người lên Facebook kiếm cái hình của cái áo này nó hoàn toàn xác. Không. Cái vật thật với lại. Tôi nói cho cô nè. Tôi đã nói rồi. Bạn đẹp mà. Bây giờ anh nói nghe nè. Em mặc vô đi. Đẹp hay xấu anh chụp hình đăng Facebook cho mọi người coi là biết. Đó. Mặc lại đó. Bây giờ tôi mặc lên mà nó lên tới cổ. Em cứ mặc đi, đừng nói gì hết trơn. Em không nên nói nhiều đâu. Em đẹp. Cô mặc như vậy làm sao tụi tôi thấy được. Thôi nó nói chiều dài thôi. Đôi khi nó đẹp là nó nhờ cái da của cô nữa.
thấy bây giờ cô che hết làm sao thấy đẹp được. Không, bây giờ tôi không biết, bây giờ bán hàng lừa đảo với tôi phải trả tiền cho tôi. Không, tôi sẽ xiết hết cái công ty này. Tôi sẽ xiết cái bàn phím này. Xiết hết cái bàn phím này. Tôi sẽ báo công an. Không có được. Tôi báo công an bắt cô liền. Cô nha, cô tự nhiên cô đến đây ha, cô này nọ tụi tôi. Bây giờ hả, cái rau sạch này nè, em muốn giải quyết cái vụ rau này nè, là cổ cứ ép em. Mà sếp nghĩ bây đi. Giờ tôi nói cô nghe. Dạ. Tất cả những chuyện ở trong công ty này, dạ, tôi đã giao trách nhiệm cho từng người làm. Tại sao đổ hết cho anh này làm? Ờ đúng rồi. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, còn cái việc mà bán hàng online, bán là phải có uy tín. Cô lấy nguồn rau này ở đâu ra? Dạ, nguồn rau này ở trên Đà Lạt gửi về đây rồi em bán. Tôi không biết Đà Lạt hay bất kỳ một chỗ nào. Dạ. Chỗ nào cũng có những người mà làm ăn bất chính. Dạ. Họ lợi dụng cái chuyện lợi nhuận của họ. Họ không cần biết sức khỏe của người dân ra sao. Dạ. Bây giờ bán hàng phải có nguồn gốc rõ ràng. Dạ, sếp nói cho em nè, em tức quá đi. Cái rau em không phải là ngộ độc thực phẩm nè. Đâu có bị liền đâu, lát mới bị. Không phải, vì mình ăn ít á, mình ăn nhiều thì nó mới bị. Ê mày, mày hết luôn quá mày. Thôi bây giờ tôi không biết, bây giờ phải trả lại cái quyền lợi cho khách hàng. Cái áo này cô có thể trả lại. Thì cô trả lại cái mớ rau đó đi. Tôi muốn cô trả cái rau đó lại để tôi xử lý nhân viên của tôi. Ăn cái áo này anh phải chịu trách nhiệm. Cái phần rau kia đâu? Trả lại đây. Anh bây giờ tôi xử lý đi ra hết rồi. Bác sĩ vô uống sổ ra hết rồi. Chứ nó phải vô chồng mới lấy được. Bác sĩ cho ăn vô hết rồi, bác sĩ cho uống. Nó thải ra hết rồi. Thải hết rồi thì đâu có gì để đâu kiện người ta. Đây nè, tôi còn giữ lại cái bịch nè. Bịch gì nữa? Cái bịch này. Vậy bịch vậy bây giờ đây cái bịch của cô đây. Đây cái bịch đây. Bây giờ bịch nếu mà nói cái này là của cái cô này. Thôi bây giờ cô ăn cái bịch thử coi cô có xỉu không? Cái gì vậy sếp? Ăn. Nếu ăn cái bịch này, bây giờ chỉ còn cái này là vật chứng duy nhất của cô Nga. Dạ. Bây giờ cô ăn cái này. Mà nếu có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Đây, cô ăn đi. Tự nhiên bắt tôi ăn rồi sao trời? Thì bây giờ cô là cái người bị, cô ăn. Trở về nơi sản xuất khác. Tôi đang giải quyết nhân viên của tôi. Trở về nơi tôi sản xuất. Tôi muốn nhìn thấy cái người khách hàng bị như thế thì tôi mới xử lý nhân viên của tôi được. Cô phải ăn. Cô tôi, là người khách hàng. Tôi bị ngộ độc cái rau đấy, phải tôi bị ngộ độc cái bịch ni lông đâu trời. Thôi bắt tôi ăn cái bịch ni lông. Vậy sao cô cầm cái này tới đây để cô trả lại? Trả lại cô trả tiền ai? Bây giờ cái bọc ni lông này tôi có thể lượm ở bất kỳ nơi nào. Không, đây anh nhìn đi. Bởi vì bây giờ cái tôi nói bọc... anh nghe, cô nghe nè. Những người mà người ta vô ý thức, bây giờ người ta lấy cái rau ra xong người ta quăng cái bọc ni lông. Cô đi đâu đó, cô lượm được cái bọc ni lông này. Cô muốn phá công ty của tôi, cô tới cô trả lại. Làm sao? Bây giờ anh không tin phải không? Tôi không tin. Anh không tin thì tôi vẫn đòi tiền, vậy thôi. Trời ơi. Thế mà giải quyết cái chuyện mình là đáp án là chánh đi thế không? Trả tiền cho tôi, không thôi tôi ăn giả công ty, tôi ăn giả. Trời ơi. Ôi, ăn giả chứ được. Anh là người chuyên môn ship hàng đúng không? Dạ. Anh ship cái hàng này về nhà hết cho tôi. Đi về con. Trời ơi. Rồi sao? Ẩm lên đi. Ẩm nổi. Vậy hả? Bây giờ tôi nói cho cô nghe. Dù gì đi nữa cũng cảm ơn cô. Nếu cô không đến đây tôi không biết nhân viên của tôi làm bậy như vậy. Đúng rồi. Tôi sẽ xử lý nhân viên của tôi. Không thể xử lý em được bởi vì em làm cho chị. Chú yên tâm. Chuyện đó tôi cũng không bỏ qua cho vợ tôi đâu. Nếu bà ấy bán những cái hàng mà không có chất lượng, tôi không cấm các anh chị làm thêm kiếm tiền. Nhưng làm gì thì làm, sức khỏe của mọi người là trên hết. Đúng. Chỉ có mình em là gương mẫu nhất. Lo làm việc công ty thôi. Không có bán những cái hàng này được. Bất kỳ giờ. Đây. Tập trung vô. Thưởng anh hai cái bọc. Đem ra bỏ vào thùng rác cho tôi. Cảm ơn cô nhiều. Tôi sẽ giải quyết cho cô. Tôi sẽ trả lại cho cô. Quý vị, chứ vậy là người chơi chúng ta vừa trải qua một tình huống nói chung cũng không khó lắm, cũng dễ thương, cũng vừa phải, và hỗ trợ cho người chơi là nghệ sĩ ông Tạm Lao, nói chung là cũng không giúp đỡ được gì nhiều. Và bây giờ tình huống tiếp theo, tình huống tiếp theo sẽ là Tiếu Lâm Hội. Chúng ta hãy xem ba khách mời của ngày hôm nay gặp lại có đấu nổi với gia đình của chủ nhà hay không. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi.
Bây giờ sẽ là Tiếu Lâm Hội quy tụ ba nghệ sĩ khách mời của chúng ta ngày hôm nay sẽ đối đầu với gia đình của nghệ sĩ Hoài Linh và Tiến Nga để xem là tình huống như thế nào và họ có vượt qua được thử thách lần này không. Bởi vì trong ba cái sáng trưa chiều tối của hồi sáng này, trưa tối sáng trưa tối thì đã thấy rồi ba tình huống khác nhau và họ cũng chống chọi rất là cực khổ. Bây giờ không biết ra sao hôm nay Trường Giang trở lại đây với cương vị là giải cứu, bởi vì những lần những tuần trước thì bị bệnh thở không nổi luôn, nằm nhà. Chúng ta hãy chờ xem lần này là coi ông Tạo ông Lao có phối hợp lại chặt chẽ vượt qua được thử thách hay không. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Trả lương đi, trả lương đi. Gì đây, gì đây? Trả lương cho tụi tôi. Lương đâu mà trả? Không tiền cạp đất ăn hả? Anh ơi, gì? Tôi gặp giám đốc rồi đi anh, tội nghiệp gia đình tôi quá. Rồi bây giờ có gì cứ đại diện ra nói chuyện với tôi đi. Tôi đây là quyền lực nhất. Bảo vệ mà quyền lực gì mà rần rần. Thấy gì không? Quần bó, giày bóng, đồng hồ xịn, nghĩ sao bảo vệ? Ba cái đồ này trên mạng nó bán 100 ngàn, 200 ngàn chứ tụi tôi không mua thôi chứ. Ủa lẽ mày giám đốc tặng đồ đỡ đẻo ta? Ông bảo vệ mà sao toàn mặc đồ hiệu, đồ dài, CP cao còn tôi. À trong khi đó lương tụi tôi không có. Không có là sao, cho tôi gặp giám đốc đi. Thật sự á tôi cũng đâu có lương đâu mấy cái này anh ơi, giám đốc em đói bụng quá anh ơi. Em không có tiền để ăn cái gì, đói bụng quá có cái này ăn được nè. Bình tĩnh, cái gì vậy? Chuyện này chị đói quá rồi, dẫn về nhà đi chứ để ở đây là trả lương không tôi chịu trách nhiệm đâu nha. Trả lương tụi tôi đi. Bây giờ lương bổng thì nè không có cào lên trên nữa. Nếu mà bây giờ anh muốn thì anh cho tụi tôi gặp giám đốc đi. Thì giám đốc đang bận việc rồi, họp anh rồi. Anh ơi em đói bụng quá anh ơi, cho em mượn cặp giò đói anh em cạp đi à. Nè tôi nói cho mấy người nghe nha. Bây giờ mới sáng sớm ra rồi mấy người tới đây quậy phải không? Tụi tôi á là công nhân, tụi tôi đi đòi hỏi quyền lợi của mình. Mấy tháng trời rồi tôi không có tiền lương. Sống bằng cái gì đây? Tôi nói thiệt chứ mấy anh á, mấy tháng trời rồi tôi cũng đâu có lương đâu. Ba cái đồ hiệu này á là bà giám đốc tặng cho tôi. Đó, đó là anh được sự ưu ái của giám đốc. Tôi không biết anh có lén phén gì giám đốc không, tôi không biết. Không, bây giờ cứ để đó, cứ so nhau đi đó. Bên này với bên này đó, tại sao tặng là tự hiểu. Tại vì cái chuyện đó khi tuyển anh vô để làm bảo vệ cận kề với bà là tôi biết có vấn đề rồi. Nhưng anh cũng phải thông cảm cho tụi tôi. Dù cái vấn đề gì đi nữa, gạt qua một bên, vấn đề quyền lợi của tụi tôi làm bỏ công bỏ sức mồ hôi nước mắt kêu mày. Khổ quá mà. Anh bảo vệ quyền lợi cho anh quá vậy. Anh bây giờ anh được sự ưu ái là. Alo. Dạ dạ đang trên công ty, để tụi tôi về rồi tụi tôi trả tiền nhà cho. Dạ. Chứ giờ quăng đồ tụi tôi ra chết luôn à. Rồi cảm ơn. Dạ. Người ta anh, đòi tiền nhà. Cho mượn điện thoại được không? Dạ không, điện thoại này có cái một, không có cái thứ hai. Chụp hình không? Cho mượn cái đi, xin 500 nha. Tôi nhắn tin cho bà giám đốc, xuống thanh toán tiền, tôi không có điện thoại. Bây giờ về nè. Cho mượn đi, tôi nhắn cho bà giám đốc xuống. Chào mấy anh chị. Mấy anh chị cần gì? Dạ muốn gặp giám đốc. Giám đốc hôm nay bận rồi. Đúng rồi. Có gì mấy anh chị đến sau nha. Tôi là kế toán, tôi có thể đại diện giám đốc để dàn xếp hết tất cả mọi chuyện. Dạ. Anh ơi, đây má? Phải ly cà phê sữa ông cho em uống miếng đi. Má mày nói chị. Đói quá rồi đó. Sao vậy? Đói hả? Khát hả? Quá, trời ơi. Không còn lương để sống nữa cô ơi. Bây giờ tôi sống nhờ đồng lương mà phải như cao đâu, một tháng có triệu mấy bạc à. Trời ơi, nói thiệt cho ông anh nghe nha. Tôi đây nè, tôi cũng khổ tâm lắm. Tôi làm kế toán mà tôi đâu có tiền đâu. Nói ra không ai hiểu hết. Bởi vậy ở đây cô... anh chị đói, tôi cũng đói mà. Tôi cũng đói nữa. Thấy quần là áo lụa chứ khổ lắm. Mặc áo vải mỏng te là thấy không? Bây giờ anh biết làm sao không? Công ty của mình bây giờ là đang trên đà gọi là sắp phát triển. Sắp phát triển. Cho nên kẹt vốn lắm. Giám đốc phải đầu tư một số vốn rất là lớn. Sắp phát triển mà giờ tôi sắp chết đói luôn rồi mà cứ sắp hoài vậy. Chị yên tâm đi, sau ngày hôm nay tôi hứa với chị là chị sẽ không chết đói. Mà lương của chị sẽ được biết tăng cao nữa. Biết có sống hết ngày bữa nay hay không đây nè. Nhà thì bị đuổi. Giờ thì chết đói.
nhìn cô mà nhìn ra ly cà phê. Nhìn cặp giò này mà nó muốn gặm là hiểu rồi. Bữa nay tụi tôi nhất quyết ở đây đòi cho bằng được luôn. Bây giờ mọi người á không có chịu. Bây giờ mọi người nói là bây giờ mọi người đói lắm rồi. Bây giờ giám đốc xử đi. Dạ sao? Đình công phải không? Trời đất ơi, công ty của người ta đang làm việc đàng hoàng, tử tế. Nè, mấy người nhìn đi. Công nhân ở công ty đối diện mấy phải không? Mấy chị biết thông cảm với giám đốc. Biết thông cảm với cái sự nhức đầu của giám đốc. Ngày nào cũng phải suy nghĩ làm sao cho ngày hôm nay có hợp đồng để có tiền, để trả tiền lương cho mấy người. Mấy người đình công vậy sao tôi có tiền tôi trả tiền lương với mấy người nữa? Mấy tháng rồi cô là giám đốc cô cũng phải hiểu. Tôi sống á bằng cái đồng lương. Lương á một tháng có 1,000,000 bạc à. Trời ơi cô sao giống đi tiền nhà, tiền điện, tiền nước. Tụi tôi ở dưới quê lên đây đi làm công chứ đâu phải là người dân ở đây đâu mà có nhà có cửa. Phòng trọ mà. Mấy người á chui rút vô cái phòng trọ chút xíu à. Cô cũng phải thông cảm cho tụi tôi chứ. Mấy tháng rồi chứ phải có 1 tháng đâu. Thôi bây giờ đi đi gì đi. Bây giờ kéo mẹ mày qua đi. Qua đây đi. Anh giáp cổ này vô đây ngồi đi. Chị ơi, đang ngồi đi nha. Chị ơi em ăn chị chút ơi chị giống cái bánh ngọt quá mùi. Bây giờ giống bánh quá. Chị làm ơn chị ngồi xuống đây đi, chị ngồi xuống đây đi. Giải quyết tụi tôi chứ trời ai cũng hiểu cho tôi. Bây giờ tôi hỏi giám đốc nè. Bây giờ giám đốc nói là công ty của mình đang từ từ phát triển. Mọi người công ty bên kia tại sao họ im lặng họ làm việc. Còn công ty mình á, tụi tôi đi đòi lương. Nếu lương phản trả đàng hoàng tụi tôi chấp nhận tụi tôi làm. Nếu mà tụi tôi nghỉ á, tụi tôi nghỉ lâu rồi. Tụi tôi vô đây làm á cả năm trời rồi chứ bộ. Tụi mới có thiếu 3 tháng tiền lương chứ như mà mấy người. Trời ơi làm một năm thiếu 3 tháng lương. 3 tháng nay công ty cũng phải thiếu nhà nước tiền điện, tiền nước, tiền này, tiền kia. Tại vì công ty đang gặp khó khăn quá. Công nhân, mọi người phải thông cảm với công ty đang trong giai đoạn khó khăn. Nếu cô nói như vậy thì tôi nói cho cô nghe. Tôi rất là thông cảm cho vấn đề của công ty khi làm ăn thua lỗ. Nhưng công ty cũng phải hiểu cho tụi tôi rằng tụi tôi sống bằng cái đồng lương mà. Hôm nay tụi tôi không có nhân nhượng gì nữa hết. Trả lương cho tụi tôi đi. Bây trả giờ, lương cho tụi tôi. Bây giờ không về phải không? Không về. Bây giờ là cả nhà dòm cho trong kia coi. Hàng trăm con người bị nợ lương nửa năm nay mà người ta vẫn vui vẻ người ta làm việc trong kia kìa. Tại sao có 3 anh chị suốt ngày cứ càm ràm ở đây không trả lương gì hả? Tôi chỉ cần búng tay một cái là người ta hết. Leo đi. Hả? Đi đâu? Mất dạy mày. Tao chú mày mình hỏi vậy hả? Không. Hả? Chú mày mình hỏi vô đây hả? Chú vô đây có việc gì? Chính ra, đâu chú nào nào? Không phải chú thôi. Chú có gì được bậy bạ? Ủa? Chú cái gì? Ở bà giám đốc. Chui bác sĩ bà khám bệnh cho công nhân ở dưới bên công đoàn đó sao? Làm ơn khám giùm cho hai người này. Bị gì? Nó bị điên hay sao? Nó không biết tụi tôi khổ. Ủa? Chú ngày đây là anh yên tâm, đây là cháu tôi. Anh có gì nói tôi giải quyết cho. Mày hổ như người lớn, được không? Phải không? Hổ người lớn được không? Con chú kỳ thiệt, cái mỗi lần ông ẩu tác 5 cái mới đủ. Còn 2 cái nữa tác luôn đi chú. Ghệ mày hả? Đâu có. Bà giám đốc á. Nhân viên của tôi phải bảo vệ chứ. Ủa, bà giám đốc của chú á. Bây giờ tôi nói chú nghe. Gia đình chú á là có một đứa cháu vô đây làm bảo vệ chẳng qua là cái mát bảo vệ thôi. Nhưng lén phén với giám đốc. Bà giám đốc. Chắc vậy luôn. Bình giám đốc bỏ tụi tôi làm công mà. Trời ơi. Trả lương cho tôi đi. Trả lương đi. Đâu có tiền mà trả lương. Quên kia. Anh cho em hỏi em, bà giám đốc, bà nói 3 tháng nay bà không có trả lương cho tụi tôi mà tại sao bà có tiền bà mua dây nịch hiệu với giày hiệu bà tặng cho bảo vệ, bà mê bảo vệ á bà. Bây giờ này. Cái này là đồ... Mới nãy ông vừa nói kìa. Khoan. Thất lợi cái gì? Bây giờ bà giám đốc, bà qua đây thất bệnh với bà nè. Không. Trời ơi. Hát cho anh cái gì? Sao má tôi bị gì? Khám bệnh, ta khám cái này nè ông nội ơi. Chứng đi ông. Khám này nè ông. Ông khám ông cũng lụi nữa. Kẹp coi có bị sốt. Bà làm bác sĩ á. Bà bác sĩ hả? Đang khám bệnh mà chú kỳ quá hả? Khám mình tôi cái đi. Sao nghe đập vậy ta? Ê quên. Bác sĩ mà cầm cái thùng tưởng bán bánh tráng trộn. Bác sĩ, sao bác sĩ? Vợ anh đúng không? Sao bác sĩ? Vợ tôi bị bệnh. Bệnh gì vậy? Bệnh gì được hồi khám lại đã.
Trời ơi trời. Hả? À, nói chung bị bệnh. Biết bị bệnh mà không biết. Yếu quá, suy nhược quá. Đói quá. Đói quá mà. Sốt. Sốt. Nhiều độ rồi. Cao rồi đó. Sốt 32 độ C rồi. Trời ơi, sao có 32 độ vậy? 32 độ là chết rồi đâu mọi người ơi. Chị còn gáp rồi, mà. Bị lạnh rồi, bị lạnh. Này là bị thiếu máu, thiếu máu. Bây giờ là chỉ có trả tiền tôi mới tỉnh bệnh thôi à. Thiếu ăn, thiếu ăn. Đúng rồi, mấy tháng rồi. Đúng rồi, đây nè. Toàn vậy không đó. Đó không hả? Thiếu ăn, thiếu ăn. À, bữa nay là khám bệnh tổng quát cho tất cả mọi người, bác sĩ ngồi à, giám đốc ngồi đi khám luôn. Ông khám coi giùm tôi coi có cái cục nè, thiếu ăn nó nổi nguyên cái cục gì giống như có bầu vậy đây nè. Vậy hả? Có cục gì hả? Bầu bì ở đâu đây? Thì ai biết đâu. À, bà ít ăn nó bị bón á chứ không có gì đâu. Ừ, có gì đâu. Bà giám đốc có thấy tội lỗi quá, bà trốn luôn rồi. Anh nhưng mà tình hình giờ sao rồi? Giờ có vấn đề gì nghiêm trọng không? Trời anh? Ơi, chưa thấy bác sĩ nào khám xong mới bịt khẩu trang. Mời bác sĩ rồi đi bác sĩ. Chủ yếu là khám. Chủ yếu là khám cho mọi người giám đốc. Hả? À, giám đốc ngồi đi. Ủa gì vậy? Tự nhiên khám giám đốc vậy? Khám cho bà có bệnh hay không? Lấy bà bình thường mà trời. Ủa tôi bình thường, tôi khỏe mạnh bình thường mà. Không ai bệnh mà biết bệnh hết trơn á, đúng không anh? Tôi phải khám. Chết rồi, chết rồi. Trời ơi, giám đốc của tôi hình như là bị sốt cao lắm. Đâu đó giờ không? Cái mặt nằm ở đây, sau lưng chút ngực sao? Đâu khám mạch, khám dây thần kinh mà. Chạy lên lắm á. Bệnh đi, trời ơi, bệnh. Bệnh. Trời ơi, tội nghiệp quá à. Giờ sao đây? Mới bị chồng bỏ nè, đúng không? Tôi khám bệnh tôi biết, mới bị bồ bỏ nè. Khổ biết gì khám ở đó đâu mà biết vậy bác sĩ. Chết rồi, đừng cho khám để mời lộ đó. Trời ơi, mấy bữa nay tôi cũng thiếu ăn quá. Rồi, nói chung là... Trời ơi, khổ tâm lắm anh chị. Ngày nào cũng phải uống nước lã hết trơn. Đó, anh chị thấy không? Bây giờ tôi giám đốc mà cũng bị bệnh nữa. Thì huống chi là nhân viên. Trời ơi, chắc tôi cũng bệnh quá trời ơi, anh ơi. Anh ơi, chết rồi. Anh ơi. Anh ơi, anh ơi. Đây. Trời ơi. Đây. Bà nội đây, bà là kế toán á hả? Nhìn đây, nhìn bác sĩ nhìn kỹ nè. Tỉnh chưa? Chưa tỉnh hả? Tỉnh chưa? Chưa tỉnh hả? Ôi. Tỉnh rồi. Tỉnh chưa? Nhưng mà nhìn dễ chị lắm. Bà làm kế toán hả? Bà làm diễn viên đi, bà nổi tiếng rồi đó, bà nhồi nhoi quá, bà đứng đây đi. Rồi rồi, cháu dán ngồi đây đi. Tôi nói là bây giờ vậy. Mấy người kiếm chuyện bệnh bây giờ vậy nè. Không ai giải quyết lương hết trơn bây vậy. Bây giờ cái chuyện lương bổng á là công ty phải lo trả đi. Để người ta còn gia đình, còn tiền này tiền kia nữa. Hiểu không? Rồi nhưng mà công nhân phải thông cảm cho bên giám đốc, người ta đâu có tiền. Mà giờ mình phải làm sao được, không có tiền phải trả người ta đi chứ. Giám đốc không có tiền mà. Không có tiền mà sắm đồ hiệu làm gì? Đúng rồi. Chờ luôn. Cái gì? Sao? Ba bị mẹ nhớ hả? Ba. Trời ơi. Đi trời ơi. Ba đi nước ngoài lâu quá cô. Ông ơi. Cái gì? Có thịt heo rồi, để tôi ăn thịt heo ông ơi. Giữ lại. Tôi đói bụng quá. Bình tĩnh. Ăn thịt heo. Bình tĩnh, tất cả bình tĩnh, nghe tôi nói. Anh là ai? Tôi xin tự giới thiệu, tôi là nhà báo. Nhà báo khám bệnh luôn. Hả? Khám bệnh, đi coi bệnh không? Tôi có bệnh gì đâu. Anh nhà báo hả? Anh nhà báo hả? Anh đứng dậy nè, anh đứng dậy. Hả? Khoan hả? Anh giải quyết cái sự tôi tình. Nghe nói là ở cái công ty này đang xảy ra cái vụ lộn cái gì vậy? Đang đình công. Nói đi, anh không bệnh hết. Đang đình công bạo động ở đây nè, gây phá rối trật tự an toàn giao thông. Xin lỗi cô đây là. Cái gì? Ông ta giao thông gì đây bà nội? À, giám đốc của con ba. Giám đốc công ty á. Phá rối trật tự công cộng. Giám đốc à? Dạ, giám đốc. Ồ, giám đốc đẹp quá ha. Bồ điếu còn đây. Kế toán. Còn đây là công nhân. Dạ. Đang gây bạo động. Bạo động à? Tại sao họ gây bạo động? Đình công bạo động, không chịu làm việc. Làm biến làm việc, đình công bạo động. Chưa trả lương. Làm biến làm việc. Không trả lương mà. Bây giờ tôi hỏi chú nè, nếu mà chú là nhà báo, tôi hỏi chú. Bây giờ gia đình tôi có 3 người. Cả cái công ty một công trình lớn như vậy. Có 3 người phụ hồ thôi. Hồi xưa vô tôi làm còn to con hơn bảo vệ kia. Bây giờ làm riết nó quéo xuống hai cha con còn nắng xương không? Biết không, ngày xưa tôi cao 1m8 luôn á. Mai Phương Thúy, Hoa Hậu đứng cạnh tôi còn sợ tôi luôn. Vô làm riết giờ còn người nó có 1m1 à. Chứ không là tôi... À... Tỏ sắc đẹp bà Hoa Hậu, bà giám đốc này tôi đứng tới bên là tôi chặt nó luôn á. Mà giờ tôi vô xin lỗi cho tôi hỏi là đây là gia đình. Dạ. À, có bao nhiêu người chưa được trả lương? Dạ, đông lắm, anh đông lắm. Ở nhà, xỉu rồi. Đây là chị đại diện thôi đúng không? Dạ, đại diện thôi. À,
công ty thiếu bao nhiêu tháng lương rồi? 3 tháng rồi. Mới vô làm có 9 tháng thiếu 3 tháng rồi. À, cô có thể giải thích là tại sao cô thanh toán tiền lương chậm cho người ta vậy? Tiền đi mua đồ hiệu hết trời. Bên nào? Khách hàng họ đang cung cấp gì? Vật liệu xây dựng, nhưng mà tự nhiên họ cắt ngang xương, tự nhiên bây giờ không có đủ vật liệu xây dựng, không có đủ tiền để trả lại đi, trả lương người ta đi chứ. Anh mặc mấy cái này mà tiện cái em lấy lương người ta mà khấu trừ vô, anh thấy tội lỗi lắm. Tôi nói cho mấy anh mấy chị nghe, giám đốc quá. Bây giờ dù các anh các chị làm cái gì thì làm, đây là một công ty, các anh á là những người đứng đầu của công ty, các chị những người đứng đầu của công ty phải bảo vệ quyền lợi cho công nhân. Đúng. Bây giờ công nhân người ta không có ăn thì người ta nghỉ làm vậy thôi. Nghĩ làm bây giờ bán công ty đi, bán công ty trả nợ. Khoan, đi về thôi, khỏi làm. Mình có thể có cách giải quyết. Theo tôi thì nếu mà công ty cô bị thua lỗ đó, thì đáng lẽ là cô phải thông báo cho công nhân người ta hiểu, để người ta có thể người ta chờ đợi một thời gian nào đó. Cô phải hứa hẹn đúng thời gian nào cô trả lương cho người ta, chứ người ta làm 3 tháng rồi, người ta rất là nghèo. Im lặng 3 tháng trời nay. Tôi đã nói là khó khăn đúng không? Biết rồi. Cô có nói không? Cô có thông báo cho người ta không? Nói đi chú gái chơi. À, xin lỗi, con cũng tôi nói không là một tháng nữa, tháng nữa đây. Một tháng nữa tôi sẽ trả lương cho mọi người đầy đủ. Nè, tôi nói thiệt, công nhân công ty này hiền á, công nhân công ty này hiền, công nhân công ty kế bên 3 tháng không trả lương, nó qua nó giật giám đốc, nó giật tóc, nó cào xé, giật đồ luôn á. À, tôi là không, tôi không có hiền đâu, tôi kìm lại đó. Chứ bây giờ mà cho phép là tôi hốt liền. Hốt đi. Bây giờ có cách giải quyết đi cô giám đốc. Có cái đôi giày hiệu này. Hiệu gì? Vậy là hiệu gì? Hiệu Bergamo gì nè. Cái gì? Bergamo này gì bà nói? Salvatore. Nói chung là cái đôi giày này là đôi giày hiệu. Hiệu gì? Tiền mấy chục triệu gì đó. Mấy chục triệu là mấy chục triệu. Mấy chục triệu cái gì? Đem ra chợ bán. Mấy chục triệu bán ai mua? Nói chung là bây giờ á, giám đốc à, giám đốc không thể nào mà lấy đôi giày ra để mọi người để xử lý cái tình huống đâu này. Phải có ba người không thôi đâu. Bây giờ á, đây nè, tôi ba người nè, bác sĩ nè, lương y từ mẫu nè, tôi tha thiết yêu cầu nên có bạo động để tôi có người để khám bệnh nữa. Trời ơi, ông thứ bảy đủ điện. Thôi bây giờ vậy. Cô là giám đốc, cô đại diện công ty, cô nói một lời đó, hứa hẹn ngày nào mà có trả tiền. Đúng, giám đốc. Để trả tiền rồi, trả tiền cho bác sĩ rồi. Tôi nghĩ là mình hứa hẹn là chuyện gì mình cũng có thể giải quyết. Tôi chỉ cần cái lời giải thích thỏa đáng. Đúng. Đó bây giờ. Còn mà không thỏa đáng là cào xé luôn, bất chấp đi. Rồi. Công ty đang gặp ông nào họ khó tên khăn nữa hả? Công trình xây dựng này nè, chủ họ không có trả tiền cho mình xây tiếp nữa. Chủ lại mà chủ bây giờ cứ đứng nguyên cái tòa nhà sừng sững như vậy đó, mấy năm trời tôi cũng không biết, nó cứ chết ở đó, người ta không có chịu trả tiền cho tôi để xây tiếp nữa. Người ta là ai? Tôi không có tiền để trả lương cho công nhân. Người ta là ai? Nó rõ ràng. Bây giờ không có tiền trả lương công nhân hả? Thôi má, bây giờ má đói bụng, má khốt, ăn cái gì ăn của bà đi má ơi. Bây giờ khổ quá rồi, bây giờ cứ vậy hoài. Rồi, tôi có cách giải quyết rồi, tôi đề nghị vậy đó. Đưa lên báo. Cái gì? Đây tôi sẽ đưa lên. Đưa lên báo là làm được cái gì? Sạch công ty thôi. Tôi nói thiệt cho anh biết, tôi không phải là bảo vệ đâu. Tôi là diễn viên nè, bây giờ tôi được thuê tới đây để đóng vai bảo vệ thôi. Mày lại gì? Tôi làm bên hãng phim kia một năm trời, tôi chưa nhận cái xe. Đó là 3 tháng mà khóc lóc cái gì? Đó là tại mày ngu. Bây giờ tôi giải quyết vậy có được không? Đi làm nghệ sĩ mà đóng phim một năm trời. Mày làm diễn viên là mà còn khoe. Mày phải lấy tiền liền chứ. Mày ngu vừa chứ. Ngu cùng mày là khoe nữa à. Cũng chưa chắc thôi. Thôi bây giờ gì đi. Tôi hứa là vào ngày này tháng sau tôi sẽ trả lương cho ngày mọi này tháng người. Sau lương tao chắc tôi chết trời. Và tôi trả, tôi có tiền tôi sẽ trả gấp đôi cho mọi người vào ngày này tháng sau. Đồng ý không? Câu chuyện này làm tôi rối, tôi tự đau huyết áp. Bây giờ anh nghĩ gì là thỏa đáng đó. Ngày này tháng sau trả lương nhưng mà tăng gấp đôi, tức là anh chị có lời rồi, đúng không? Thiếu 3 tháng, thiếu 3 tháng, ngày này tháng sau trả cái tháng đó không à. Còn thiếu lại 2 tháng nữa, rồi sao? Thì ngày này tháng sau trả hết 3 tháng, coi như là trả 6 tháng đó. Ờ thì phải nói rõ ràng chứ, nói ngày này tháng sau trả lương gấp đôi. Gấp đôi là có 2 tháng, còn thiếu lại 2 tháng.
gì anh? Ghi cho tụi tôi tờ giấy đi. Rồi, đúng ghi. Rồi. Giấy nợ. Đó. Đó. Mình từ công nhân lên chủ nợ của giám đốc. Ok rồi. Ngắn gọn thôi. À, xin lỗi anh tên gì? Nguyễn Bình An. À? Cuộc đời không bao giờ bình an. Nguyễn Bình An. Còn tôi tên là Đẹp. Nguyễn Thị không đẹp. Cái gì vậy? Còn anh? Tôi hả? Đặt đó. Nguyễn Bất Ổn. À, Nguyễn Bất Ổn. Trời, tên chóng mặt vậy. Gia đình nghe yên bình ghê ha. Rồi. Thiếu bao nhiêu tháng lương? Hứa ngày nào trả. Ký vô. À, người đẹp không tuổi Diễm My. Đây, tôi làm chứng, tôi là ngứng. Bác sĩ có ông trong này nữa. Làm chứng, đây, bác sĩ Trần Virus. Cái gì? Rồi, tôi có ghi rõ ràng nè. Rồi. Yên tâm đi chú, tôi ghi rõ ràng rồi. Ai không trả tiền nợ, ba má chết chùm. Rồi, không. Để tạm thời vậy đi. Ha. Đó, giờ nhờ anh chuyển lời với mày mấy công nhân còn lại giùm. Được không? Thôi, là đi về. Được không? Thì bây giờ mình á, nhiệm vụ của mình á, vô đây làm. Thì mình cứ làm. Mình cũng phải thông cảm cho công ty. Đúng rồi. Nhưng công ty phải có cái lời giải thích thỏa đáng thì tụi tôi mới thông cảm được. Đó là lỗi chứ của còn cô. Cái đó là cái nguồn sống của tụi tôi mà. Trời ơi, tôi tháng sau mới trả tiền luôn rồi, tôi xỉu. Thôi, thông cảm cho người ta đi. Thôi, về thôi, xỉu cho bà nằm đi. Cho bà nằm nó đi, cho nào bà tỉnh mới về. Về. Chưa tỉnh hả? Chưa tỉnh. Sủi luôn rồi trời. Thôi, ra đây mời bà ăn đi. Cho tôi ăn con dê chó trên mặt con dê sâu. Thưa quý vị, là chúng ta vừa trải qua cái tình huống thiếu Lâm Hội. Và rất là khó. Vấn đề nan giải hiện nay. Công nhân thì không có lương, công ty thì không có thu nhập để phải trả lương cho công nhân, và hai bên kinh địch với nhau, và cuối cùng dẫn đến cái hệ lụy cuối cùng là đình trệ hết tất cả công việc và mỗi bên đều có phần thiệt hại. Đây là đại diện cho công ty là Diễm My chính ít, một người phụ nữ không tuổi, trong giới hạn ghi là người giám đốc không tuổi. Người đẹp không tuổi. À, người đẹp không tuổi vô đứng cười hoài, giám đốc đứng cười hoài. Người đẹp mà đâu có. À, được quyền nhà anh. Được, người đẹp rồi đứng cười cũng được. Vậy đó hả? À, vậy đó hả? Vâng. Thực sự đây là một cái tình huống mà gọi là tung bắt ngay tại sân khấu rất là khó. Tại vì em thực sự là một diễn viên, mà là diễn viên phim á, thì nhiều khi phải có kịch bản trước, rồi tập thoại trước này kia, mà lên sân khấu phải nói ngay, phải làm liền, phải giải quyết lập tức cái tình huống đó thì sự rất là khó luôn. Tại nó đẹp là được. Không sao, được. Em nói tiếp đi. À, nói tiếp đi đó. Kali thì có xỉu, có màn xỉu nữa, có màn ăn vạ nữa. Ăn vạ. Chỉ có nhà Hồ Vinh là hay nhất trong tuần là bị quánh hoài. Ta thấy do ông chú mà. Chú bác sĩ đánh. Chú đánh nào đánh. Chú ngang xương. Nói chung là Khả Ly cũng nói chung là ba cái nét ngày hôm nay là một ba cái nét nhẹ nhàng, ba cái nét đẹp, ba cái nét nó bay bổng, nó không có căng thẳng, nó không có dữ tợn ồn ào, không gì mà rất là nhẹ nhàng. Đặc biệt là do đẹp cho nên tất cả mọi thứ kia nó được che mờ hết. Chính xác. Mờ chưa? Hả? Nhưng che thôi, mờ. Đó là đối với anh Tài thôi, còn khán giả thì vẫn biết rằng là diễn không có vui. Hả? Nhưng mà nói chung là anh Tài anh tha thứ hết. Thôi, ngày hôm nay chúng ta cũng dành ba kỷ niệm chương dành cho ba vị khách mời. Xin cảm ơn ba vị khách mời rất là nhiều. Nha Phú Vinh, Kali và Diễm My. Diễm My. Đây, chương trình có món quà tặng cho mấy em. Hey, cảm ơn. Cỡ như em đó là bên bển là bác sĩ thích lắm, bởi vì người ta không có cần sửa nhiều. Người ta chỉ cần chặt cái đầu, người ta thay cái đầu khác thôi. Mà đâu có cần tiền bạc đâu hả? Miễn tụi con hạnh phúc là má vui rồi. Trời ơi, bởi xa cơ giữa chiến trường thọ tiễn nên võ Đông Sơ đành chia tay vĩnh viễn bạch thu. Ủa con, sao con nhỏ nào mặc y chang con vậy con? Nè, thấy con không? Anh em mình giống nhau. Con đó mà. Trời ơi. Trời ơi. Tôi là ông Tạo, tôi thường đi với